Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 175. Cổ Sầu khẽ nhếch miệng nói, được. Tuyết Linh Lung lập tức nóng nảy, nàng ta còn định nói gì thì Diệp Huyên đã khẽ than, nhóc con, ngươi phải hiểu được một điều, giờ toàn bộ ác tộc đều bị phong ấn nhưng hắn ta lại có thể đi ra. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Tuyết Linh Lung nghe vậy sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Sầu, mọi người đi đến một mảnh đồng bằng. Chỗ này dường như không có giới hạn, hoàn toàn không thể nhìn tới cuối. Cổ Sầu dẫn ba người Diệp Huyên đi về phía xa nói, Diệp công tử, ngài biết đấy, đây chính là nơi mà hồi đó đám Tuyết Sơn Vương đã đánh nhau với tổ tiên của ta. Hắn ta nói xong bèn nhìn Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, ngài có biết tại sao táng vực này lại không ghi lại đoạn lịch sử đó không? Thậm chí có rất nhiều người cũng không biết đến ác tộc bọn ta. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, lịch sử do người thắng viết, mà không có ghi lại năm đó hiển nhiên là người thắng đã xóa đi đoạn lịch sử ấy. Trong mắt Cổ Sầu chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, Diệp công tử thật sáng suốt, vậy ngài có biết tại sao họ phải xóa đoạn lịch sử kia đi không? Diệp Huyên lắc đầu. Cổ Sầu cười đáp, bởi vì tài nguyên. Diệp Huyên nói, nghe nói hồi đó ác tộc các ngươi muốn thống trị toàn bộ táng vực, chiếm lấy mọi tài nguyên ở đây nên họ mới vùng dậy chống trả. Ha ha! Cổ Sầu bỗng bật cười ha ha, Diệp công tử, đây là Linh Lung cô nương nói với ngài à? Diệp Huyên gật đầu. Tuyết Linh Lung bên cạnh lạnh lùng hỏi ngược lại, lẽ nào không đúng sao? Cổ Sầu lắc đầu cười, đúng là thú vị, đương nhiên cũng là bình thường thôi. Từ xưa đến nay, hễ là bên thất bại lại có ai có thể không bị nói xấu cơ chứ? Diệp Huyên nhíu mày, nghe ý ngươi là còn có nguyên nhân khác. Cổ Sầu cười nói, thực ra, cái này phải bắt đầu nói từ Tuyết Sơn Vương. Diệp Huyên cau mày, Tuyết Sơn Vương. Cổ Sầu gật đầu, dù là ta thì cũng phải công nhận rằng ông ta đúng là một thiên tài cực kỳ biến thái. Hắn ta nói xong lại nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngài phải biết là chúng ta tu luyện ngoài tư chất của bản thân và sự cố gắng ra, còn có một điều không thể thiếu đó là tiền. Diệp Huyên gật đầu. Cổ Sầu tiếp tục nói, thiên tài như Tuyết Sơn Vương tu luyện thì cần phải có tài nguyên khủng bố cỡ nào. Mà lúc đó, toàn bộ tàng vực thì ác tộc ta là giàu nhất. Diệp Huyên nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này, Tuyết Linh Lung đứng cạnh nghe vậy cả giận nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là tộc trưởng ác tộc ngươi muốn chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của táng vực. Giờ ngươi lại còn cắn ngược lại một cái, ngươi. Cổ Sầu lắc đầu cười, Linh Lung cô nương, ta không muốn tranh cãi điều đó với ngươi. Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm vào Cổ Sầu. Cổ Sầu lại nói tiếp, hồi đó, ác tộc ta là đại tộc đứng đầu và cũng là thế lực giàu nhất ở táng vực. Nhưng mà, Tuyết Sơn Vương lại là cao thủ mạnh nhất nơi đây. Khi ông ta đột phá cảnh giới thì cần càng nhiều tài nguyên hơn nên đã đặt ánh mắt lên người ác tộc ta. Không thể nào. Tuyết Linh Lung đứng cạnh lại tức giận nói, tổ tiên há là loại người này sao? Cổ Sầu lắc đầu, Linh Lung cô nương, từ xưa đến nay, hễ là người có thể đạt tới một thành tựu nhất định lại có mấy ai là hạng hiền lành nương tay. Diệp Huyên im lặng. Bởi vì hắn đồng ý với lời của Cổ Sầu. Bất kể là cha hay thanh nhi thì cũng chẳng phải loại người hiền lành dễ dãi gì. Cổ Sầu cười nói, chúng ta đến rồi. Hắn ta nói xong dừng lại. Cách đó không xa trước mặt mọi người, nơi đó có một tòa tháp cao gần ngàn trượng và có tới 12 tầng. Cổ Sầu chỉ vào tòa tháp cao đó cười nói, tòa tháp này cao 12 tầng, nó tương đương với 12 vị thánh giả mệnh chi cảnh lúc trước. Mỗi một tầng đều có một vị thánh giả mệnh chi cảnh. Hắn ta nói xong bèn chỉ vào tầng trên cùng, đó là Tuyết Sơn Vương, ông ta là tầng trên cùng của tòa tháp này. Còn bên dưới lại là Khổ Tu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ngươi nói mỗi một tầng đều có một vị thánh giả mệnh chi cảnh. Còn sống. Cổ Sầu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cau mày, Khổ Tu cũng ở trong đó. Cổ Sầu lắc đầu cười, không có. Hồi đó ông ta đã rời đi. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Cổ Sầu cười đáp, cái này thì không biết. Lúc này, Tuyết Linh Lung bỗng dưng hỏi, tổ tiên ông ấy còn sống. Cổ Sầu cười nói, đương nhiên còn sống. Hồi đó, 12 người đều là thiên kiêu, chỉ cần không bị người giết thì với thực lực của họ, sống mấy ngàn vạn năm cũng chẳng phải vấn đề.
Diệp Huyên nhíu mày, vậy tại sao bọn họ lại chịu bị nhốt ở đây? Cổ Sầu cười ha ha, Diệp công tử, ngài có biết bên trong mỗi một tầng của tòa tháp này có cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cổ Sầu chỉ vào tầng thấp nhất nói, bên trong tầng này có 36 cái thánh mạch và 360 cái quảng tinh cực phẩm. Ba người Diệp Huyên nghe vậy đều sửng sốt. 36 cái thánh mạch. 360 cái quảng tinh cực phẩm. Ba người thật sự hoảng sợ. Bởi vì dù là mấy cái thế lực siêu cấp hiện nay của táng vực cộng lại cũng không lấy ra được nhiều thánh mạch và quảng tinh cực phẩm như vậy. Nhưng Cổ Sầu lại nói, đây là ít nhất. Hắn ta nói xong lại nhìn về phía tầng cao nhất, trong tầng này có 270 cái thánh thánh và 3600 cái quảng tinh cực phẩm. Đám Diệp Huyên nghe mà như sét đánh ngang tai, trực tiếp sững sờ tại chỗ. 270 cái thánh mạch. Cổ Sầu cười, toàn bộ táng vực, không chỉ cả táng vực mà đa số tài nguyên trong các vũ trụ được biết đến đều tập hợp trong tòa tháp này. Đây là lý do tại sao giờ thánh mạch và quảng tinh cực phẩm trong mảnh vũ trụ này của chúng ta lại ít như thế. Không phải ít mà là vì chúng đều nằm trong tay những cao thủ đỉnh cấp này. Phải công nhận rằng Diệp Huyên đã có chút chấn động. Cổ Sầu lại nói, hồi đó, ác tộc ta có thực lực chống lại họ, tiếc là Tuyết Sơn Vương thật sự quá mạnh, mạnh đến mức dù là chúng ta gọi ra các đời tổ tông cũng không đánh lại ông ta. Có điều, dưới sự giúp đỡ của các đời tổ tông, họ cũng không thể nào xóa sổ ác tộc ta mà chỉ có thể trấn áp chúng ta dưới đáy vực vô biên vô tận hắc ám khiến bọn ta cả đời không thể xuất hiện. Hắn ta nói đến đây thì nụ cười trên mặt không biết đã vụt tắt từ lúc nào. Vu khống. Giờ phút này, Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm Cổ Sầu nói, người đang vu khống 12 vị thánh giả mệnh chi cảnh năm đó. Cổ Sầu mỉm cười, có phải vu khống hay không thì Linh Lung cô nương sẽ biết ngay thôi. Hắn ta nói xong bèn đi đến tầng dưới cùng, khi Cổ Sầu đến gần thì. Trong tầng dưới cùng bỗng nhiên phát ra một luồng khí thế khủng bố, sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào cho đi ra. Khoảnh khắc ông ta bước ra, cả đất trời vậy mà trực tiếp trở nên mờ ảo, chẳng những vậy, thời không xung quanh còn dần dần biến mất kể cả có là thời không tầng 12. Ba người Diệp Huyên thấy cảnh đó thì đều thay đổi sắc mặt. Điều này thật sự quá khủng bố. Đây là một trong 12 thánh giả hồi đó ư. Tuyết Linh Lung bên cạnh Diệp Huyên run giọng nói, ông ta là Ma Kha Kỳ, một trong 12 thánh giả mệnh chi cảnh hồi đó. Diệp Huyên cũng nhìn về phía Ma Kha Kỳ kia với vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Tuy người này cũng là mệnh chi cảnh, nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn đám Tuyết Linh Lung rất nhiều. Ma Kha Kỳ nhìn Cổ Sầu trước mặt, đanh mặt nói, Dư Nghiệt. Vừa dứt lời, ông ta đã bước ra một bước đó đã khiến thời không chỗ Cổ Sầu sụp đổ. Tận thế. Giờ phút này, ba người Diệp Huyên cảm thấy như tận thế đến. Bởi vì không chỉ có thời không chỗ Cổ Sầu sụp đổ mà ngay cả khu vực này cũng lập tức tối sầm xuống, uy áp mạnh mẽ không ngừng lan ra từ sâu trong lòng họ. Khủng bố. Đúng lúc này, Cổ Sầu ở phía xa mỉm cười rồi mở tay ra. Trong lòng bàn tay hắn ta bỗng nhiên bay ra một sợi chỉ bạc. Xoẹt. Một tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên ở hiện trường, sau đó, cả đất trời như bị bổ ra. Trong mắt của đám Diệp Huyên, sợi chỉ bạc kia đã đập nát mọi thời không, đánh thẳng một mạch rồi xỏ xuyên qua ngực của Ma Kha Kỳ kia. Đất trời chợt yên tĩnh lại. Chết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, điều này cảm thấy có chút giống có tiếng mà không có miếng. Đằng xa, Ma Kha Kỳ nhìn chằm chằm vào Cổ Sầu với vẻ khó tin, không thể nào. Cổ Sầu mỉm cười, tạm biệt. Hắn ta nói xong, sợi chỉ bạc ấy bỗng cứa qua cổ Ma Kha Kỳ. Phụt. Đầu của Ma Kha Kỳ trực tiếp lăn xuống đất, máu tươi bắn ra như suối từ cổ ông ta. Chết rồi. Hiện trường yên tĩnh giống như chết. Cổ Sầu mở tay ra, nhẫn chứa đồ trên ngón tay Ma Kha Kỳ bay vào tay hắn ta. Sau đó, hắn ta đưa nó đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, bên trong có 36 cái thánh mạch, ngoài ra còn 360 cái quảng tinh cực phẩm. Chẳng những thế, còn có rất nhiều thần vật. Tuyết Linh Lung thấy vậy thì cuống quýt lùi lại mấy bước, trong mắt tràn ngập vẻ không tài nào tin nổi. Cổ Sầu kia đã nói đúng. Toàn bộ tài nguyên trên đời này đều tập trung ở đây.
Diệp Huyên không có ngó chiếc nhẫn chứa đồ kia mà là nhìn cổ sầu trước mặt. Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện hết sức đáng sợ. Đó chính là mình có thể cảm giác được sự mạnh mẽ và đáng sợ của ma Kha Kỳ kia, nhưng lại không cảm giác được sự khủng bố của cổ sầu. Tên này phải mạnh cỡ nào? Mình thường xuyên nói bản thân là người đứng đầu dưới tam kiếm, có phải là hơi khoác lác quá rồi không? Chấm chấm chấm. Lúc này, cổ sầu cười nói, Diệp công tử, toàn bộ đồ đạc trong nhẫn chứa đồ này, đều là của ngươi. Diệp Huyên lại không đồng ý. Nếu đồng ý với cổ sầu thì đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ thù với 10 vị thánh giả mệnh chi kia. Tuy người trước mặt này rất mạnh, nhưng, Ma Kha Kỳ vừa rồi cũng chỉ là cấp thấp nhất thôi, cũng có nghĩa là, Ma Kha Kỳ là yếu nhất. Còn có 10 người nữa, không bao gồm khổ tu vì người này đã rời đi. Quan trọng nhất là, còn có một Tuyết Sơn Vương vô địch, ác tộc này dùng hết toàn bộ sức lực cả tộc cũng không thể đánh bại được người này. Đây là một lốc xoáy kinh khủng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hắn biết, nếu hắn từ chối, không đảm bảo cổ sầu này sẽ không dùng sức. Với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn không thể ngăn cản được cổ sầu này. Tên này mạnh đến mức biến thái. Diệp Huyên có chút đau đầu. Lúc này, cổ sầu lại nói, ta hiểu tâm tình của Diệp công tử, cũng biết suy nghĩ của Diệp công tử, thực không dám giấu, ta muốn mượn dùng kiếm trong tay Diệp công tử, nếu Diệp công tử từ chối, ta sẽ đổi phương pháp, bởi vì, ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, tại sao còn phải dùng đến kiếm của ta? Cổ sầu khẽ cười, bởi vì kiếm trong tay ngươi là khắc tinh của thời không. Nói rồi, hắn ta chỉ vào chỗ Ma Kha Kỳ vừa nãy, tuy ta đã giết chết Ma Kha Kỳ, nhưng, thời không trong tầng này ta lại không thể phá giải. Vào thuở đầu, những trận pháp thời không này cũng không phải quá mạnh, nhưng qua vô số năm, bọn họ mạnh lên không ngừng. Đương nhiên, trận pháp thời không trong tầng này, ta cũng có thể phá giải, nhưng đối với ta mà nói sẽ tiêu hao rất nhiều. Theo tình hình trước mắt thì ta không thể tiêu tốn quá nhiều, bởi vì bên trên còn có 10 vị thánh giả mệnh chi. Diệp Huyên im lặng. Đại Thiên Tôn ở bên cạnh trầm giọng nói, điện chủ, hãy cân nhắc. Diệp Huyên cười khổ. Đương nhiên hắn biết phải cân nhắc, cổ sầu rất mạnh, nhưng, 10 vị thánh giả mệnh chi còn lại chẳng lẽ yếu sao? Nhất là Tuyết Sơn Vương vô địch kia, bản thân chỉ cần giúp cổ sầu này, thì đồng nghĩa trở thành kẻ địch với 10 vị thánh giả mệnh chi, nhưng nếu không giúp, cổ sầu này chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn khác. Như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyên đưa kiếm Thanh Huyên cho cổ sầu, kiếm này là do muội muội ta tạo ra, hay là, ngươi cầm lấy nó, cảm nhận về muội muội của ta một chút, sau đó ngươi nói chuyện với muội muội ta. Cổ sầu nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, hắn lắc đầu khẽ cười, không. Diệp Huyên. Cổ sầu cười nói, Diệp công tử, ta chỉ nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chỉ cần muội muội gật đầu, ta lập tức sẽ giúp ngươi. Cổ sầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta là một mệnh chi cảnh, không chỉ là một mệnh chi cảnh, mà còn là một thần sư chiêm tinh. Thần sư chiêm tinh là dạng chức nghiệp cổ xưa trong tộc ta, có thể tính toán phúc họa tương lai, vừa nãy khi Diệp công tử đưa kiếm cho ta, bảo ta tìm muội muội ngươi, ta lại cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy, nên ta đã sử dụng thần thuật chiêm tinh tính toán trong lòng mãi 1900 lần, ngươi biết kết quả thế nào không? Nói rồi. Hắn ta khẽ cười, mỗi một kết quả đều là chết, 1900 lần tính toán, không một cơ hội sống. Nói đến đây, hắn ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, Diệp công tử là muốn đào hố cho ta nhảy, đương nhiên, ta cũng hiểu được, nhưng, Diệp công tử, ta sẽ không nhảy vào hố này, hay là ngươi đổi cách khác? Diệp Huyên. Đại Thiên Tôn ở bên cạnh trầm giọng nói, nếu các hạ có thể cảm nhận được những thứ này, vậy tại sao còn cố ép kéo theo điện chủ ta xuống nước? Ánh mắt cổ sầu có chút áy náy, xin lỗi, ta cũng vô ý kéo Diệp công tử vào vòng xoáy này, nhưng ta không còn lựa chọn khác, người tộc ta đã bị trấn áp mấy vạn năm rồi, ta là hy vọng của cả toàn tộc, chỉ cần có thể cứu được bọn họ, mặc kệ dùng cách thức nào, cho dù là ta chết, thì ta cũng sẽ làm. Diệp Huyên thấp giọng nói, vậy ngươi có biết, nếu ta giúp ngươi, đồng nghĩa ta sẽ trở thành kẻ địch với 10 vị thánh giả mệnh chi không? Cổ sầu khẽ cười. Diệp công tử không cần thiết trở thành kẻ địch với bọn họ, ngươi chỉ cần cho ta mượn kiếm là được,
bọn họ, tự ta sẽ đối phó. Tuyết Linh Lung ở bên cạnh đột nhiên kéo lấy Diệp Huyên, ánh mắt cầu xin. Nàng ta biết sự kinh khủng của thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, nếu thanh kiếm này rơi vào trong tay Cổ Sầu, thì uy lực thi triển quả thực không thể tưởng tượng được. Lúc này, Cổ Sầu bỗng nói, Diệp công tử, hay là như vậy, chúng ta đánh cược một trận, nếu ta thua, ta sẽ không tìm ngươi mượn kiếm nữa, nhưng nếu ngươi thua, ngươi nhất định phải cho ta mượn kiếm. Nói đến đây, hắn ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, không được gọi người. Diệp Huyên cười nói, thực lực ngươi cao hơn ta quá nhiều, đánh cược với ta, ngươi cảm thấy công bằng sao? Cổ Sầu khẽ cười, thế gian này vốn không có thứ gọi là công bằng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể cược, nhưng, cược thế nào thì phải do ta đặt ra. Cổ Sầu gật đầu, có thể. Diệp Huyên cười nói, rất đơn giản, ta đưa ngươi vào một thời không thần bí, chỉ cần ngươi có thể đi ra từ bên trong, xem như ta thua, ngươi thấy thế nào. Cổ Sầu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Huyên đột nhiên lấy kiếm Thanh Huyên khẽ chạm vào Cổ Sầu, sau đó, hai người lập tức đi vào vực sâu thời không thần bí kia. Sau khi đi vào trong thời không thần bí, sắc mặt Cổ Sầu chợt thay đổi. Ánh mắt hắn ta có chút nghiêm trọng. Diệp Huyên cười nói, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nói xong, tự hắn rời khỏi vực sâu thời không. Trong vực sâu thời không, Cổ Sầu không ngừng rơi xuống, nhưng hắn chí là rơi xuống, thời không chi lực bên trong lại không thể làm hắn ta bị thương được. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay lúc này, Cổ Sầu chậm rãi mở ra tay phải, sau đó, vực sâu thời không kia lập tức sôi sục. Diệp Huyên nheo hai mắt, Cổ Sầu này lại mạnh đến mức phá được vực sâu thời không này. Dần dần, vực sâu thời không thần bí kia sôi sục như nước sôi, rung chuyển dữ dội, nhưng, cuối cùng cũng không bị phá. Mà lúc này, Cổ Sầu mở lòng bàn tay, sợi chỉ bạc trong tay hắn ta đột nhiên bay ra. Bù! Âm thanh xé rách sắc bén vang lên trong vực sâu thời không, thế nhưng, sợi chỉ bạc kia vẫn như cũ không thể phá vỡ vực sâu thời không thần bí, nhưng lại khiến vực sâu thời không thần bí kia biến hình. Trong lúc Diệp Huyên cho rằng Cổ Sầu sẽ lại ra tay lần nữa thì Cổ Sầu bỗng nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, ta thua rồi. Nhận thua rồi. Diệp Huyên vừa suy nghĩ, vực sâu thời không thần bí đã biến mất không dấu. Cổ Sầu đi đến trước mặt Diệp Huyên, khen ngợi nói, thời không thần bí Diệp công tử thi triển vừa nãy, quả thật vô cùng huyền ảo. Diệp Huyên cười nói, ngươi nói là tính, đúng không? Cổ Sầu gật đầu, đương nhiên, Diệp công tử bây giờ có thể đi rồi. Diệp Huyên nhìn Cổ Sầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn mời ngươi đến tộc ta làm khách, chỉ là làm khách, nếu ngươi không muốn, cũng không sao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, rồi nói, vậy thì đi xem. Cổ Sầu cười nói, mời. Diệp Huyên đột nhiên chỉ vào tòa tháp cao kia, Cổ Sầu trưởng tộc, tại sao bây giờ bọn họ không đi ra ngăn ngươi lại? Cổ Sầu cười nói, bọn họ đang tu luyện ở bên trong, trừ phi ta đi tìm bọn họ, không thì bọn họ căn bản sẽ không quan tâm chuyện bên ngoài, đương nhiên, tiền đề là ta không đi phá những đại trận thời không kia. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Cổ Sầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ta quay người đi về phía bên dưới tháp cao. Dưới tháp cao kia, có một lối vào, rất nhỏ. Cổ Sầu đưa Diệp Huyên đi vào lối vào kia, Đại Thiên Tôn và Tuyết Linh Lung không đi xuống theo, bởi vì khắp mặt đất đều có trận pháp thời không rất mạnh, mà với thực lực Cổ Sầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa Diệp Huyên đi cùng. Sau khi đi vào dưới đất, hai người lại đi xuống dưới thềm đá, sau khi đi xuống, tầm nhìn càng tối hơn. Nửa canh giờ sau, trước mặt Diệp Huyên đã là một vùng tối đen, không những vậy, hắn còn cảm nhận được xung quanh có vô số thời không chi lực. Cổ Sầu nhẹ giọng nói, con đường này, là các tiền bối ác tộc ta dùng máu tươi mới đào ra được. Diệp Huyên không nói gì. Chuyện trước kia, hắn không muốn đánh ghía gì nhiều, vì Diệp Huyên hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, hắn nhìn kỹ lại trước mặt, cách đó không xa có một tòa thành, tuy có lửa nhưng dưới đất sâu thì vẫn rất u ám như cũ. Lúc này, trên tường đột nhiên có người hô to, tộc trưởng quay về rồi.
Tộc trưởng quay về rồi. Vừa dứt lời, trong tháp lập tức sôi sục lên, hàng loạt người ác tộc tràn ra. Cổ sầu khẽ cười, hắn ta đi về phía toàn thành kia, ở phía xa, vô số người ác tộc chậm chậm quỳ xuống, dưới đất, miệng liên tục gọi lớn, tộc trưởng. Lúc này, cổ sầu quay người nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào thành thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh cổ sầu, hai người đi vào trong thành. Sau khi đi vào trong thành, Diệp Huyên phát hiện người ác tộc ở trong thành không hề ít, quan trọng nhất là hơi thở những người này đều rất kinh người. Kinh khủng đến mức độ nào? Đi từ ngoài cổng thành vào, hắn phát hiện, đa phần thực lực người trong này đều là mệnh cách cảnh. Mà cao thủ mệnh thể và mệnh hồn cảnh, cũng không phải số ít, trong đó cũng không ít nguyên thần cảnh, hắn vừa lướt nhìn, ít nhất cũng đến mấy trăm nguyên thần cảnh. Đây là chủng tộc kinh khủng gì vậy? Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng. Cổ sầu đưa Diệp Huyên đến một đại điện, vừa vào đại điện, hai ông lão đã lẳng lặng xuất hiện trước mặt cổ sầu, hai ông lão thi lễ với cổ sầu, sau đó lùi sang bên cạnh. Diệp Huyên nhìn hai ông lão. Sâu không lường được. Đây là cảm giác hắn cảm nhận được từ hai ông lão này. Cổ sầu đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên ngồi xuống đối diện, cổ sầu cười nói, tộc ta đã nhiều năm không được nhìn thấy mặt trời rồi. Mà bởi vì bị phong ấn ở đây, tộc ta không thể liên hôn ngoài tộc, nhiều nhất qua trăm năm, tộc ta cũng không thể không kết hôn cận huyết, lúc đó, tộc ta không cần bọn họ phải ra tay thì cũng sẽ diệt vong. Diệp Huyên im lặng. Cổ sầu lại nói tiếp, ta cũng không muốn kéo Diệp công tử vào vòng xoáy này, cũng không phải muốn Diệp công tử trợ giúp ác tộc ta. Càng không muốn cưỡng đoạt thanh kiếm trong tay Diệp công tử, ta chỉ có một mục đích, chính là muốn Diệp công tử biết được chân tướng lịch sử này. Nói rồi, hắn ta mở lòng bàn tay, sau đẽ nhẹ nhàng lướt qua, thoáng chốc, trước mặt Diệp Huyên bỗng xuất hiện một bức màn khổng lồ, trong bức màn đó, Diệp Huyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, người này đứng đó, giống như chúa tể đất trời vậy, khiến người ta có cảm giác không dám nhìn lên. Diệp Huyên đã đoán được thân phận đối phương, người đàn ông trung niên trước mắt này chính là Tuyết Sơn Vương vô địch năm đó. Mà sau lưng Tuyết Phương Sơn, còn có 10 người, một người trong đó, Diệp Huyên cũng nhận ra, chính là Khổ Tu kia. Khổ Tu đang ở bên phải Tuyết Phương Sơn. Đối diện với Tuyết Phương Sơn, còn có một ông lão đứng đó, ông lão nhìn Tuyết Phương Sơn chằm chằm, Tuyết Phương Sơn, ác tộc ta và người không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn nhắm vào ác tộc ta? Vẻ mặt Tuyết Phương Sơn bình tĩnh, ta nhìn chúng toàn bộ tài nguyên trong ác tộc ngươi. Ngươi không cho thì ta sẽ đến cướp, đơn giản vậy thôi. Cướp! Nghe thấy lời của Tuyết Sơn Vương, Diệp Huyên thấp giọng thở dài trong lòng. Đây đúng là thế giới cá lớn nuốt cá bé mà. Lúc này, cổ sầu khẽ vung tay phải, bức màn kia lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên nhìn cổ sầu, ta biết được chân tướng, chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng chứ? Cổ sầu lắc đầu, có. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, ý nghĩa gì? Cổ sầu khẽ cười, lại không nói gì, hắn ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, chính là chiếc nhẫn chứa đồ của Ma Kha Kỳ trước kia. Diệp Huyên cười nói, ngươi có ý gì đây? Cổ sầu cười nói, tặng cho Diệp công tử, kết một mối thiện duyên. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần. Cổ sầu còn muốn nói gì đó. Đột nhiên Diệp Huyên lên tiếng, cổ sầu tộc trưởng, ta và ác tộc ngươi không thù không oán, các người đừng gây rắc rối cho ta chắc chắn sẽ không chủ động kiếm chuyện với các người. Trái lại, 10 vị thánh giả mệnh chi cũng vậy, bọn họ nếu không kiếm chuyện với ta cũng sẽ không làm kẻ thù với bọn họ. Cổ sầu khẽ gật đầu, ta hiểu ý Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười nói, cổ sầu tộc trưởng, cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thái độ của hắn rất đơn giản, vòng xoáy này, hắn không muốn cuốn vào. Trái lại, hai bên hắn đều không đánh được. Mau chóng rời đi mới là thượng sách. Cổ sầu đang muốn tiễn Diệp Huyên thì Diệp Huyên vội nói, cổ sầu tộc trưởng, ngươi không cần tiễn nữa. Cổ sầu cười nói, không sao, đúng lúc ta muốn nói chuyện với Diệp công tử vài câu. Diệp Huyên cạn lời. Hai người đi trên đường phố, hai bên đường.
người ác tộc khi nhìn thấy cổ sầu thì đều dừng lại, sau đó quỳ lại hành lễ. Sự tôn kính ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng. Xem ra, cổ sầu rất đường lòng người ở ác tộc. Sau khi đi đến ngoài thành, cổ sầu dừng bước, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, đi cẩn thận. Diệp Huyên ôm quyền, sau này gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ sầu cứ vậy nhìn theo Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một cô gái mặc giáp đen xuất hiện bên cạnh cổ sầu, cô gái giáp đen nhìn Diệp Huyên ở phía xa, khẽ nói tộc trưởng ít nhất cũng có không dưới 10 lần nổi lên sát ý đối với người này, nhưng mỗi lần đều từ bỏ. Cổ sầu mở lòng bàn tay, trong bàn tay hắn ta có một chuỗi tràng, hắn ta nhẹ nhàng xoay chuyển chuỗi tràng, từ khi ra khỏi điện đến hiện tại, mỗi lần ta nổi lên sát ý với hắn, ta đều tính toán ra cùng một hậu quả. Ngươi có biết hậu quả thế nào không? Cô gái giáp đen lắc đầu. Cổ sầu nhẹ giọng nói, hậu quả mỗi lần đều là chết. Cô gái giáp đen co rụt con ngươi, sao có thể, ở thiên hạ hiện tại, với thực lực của tộc trưởng, chỉ có Tuyết Sơn Vương có thể đấu được với người, mà người này chẳng qua chỉ là thần thể cảnh. Cổ sầu lắc đầu, đúng là hắn chỉ là thần thể cảnh, nhưng, trên người hắn có nhân quả cực kỳ kinh khủng. Ta không suy tính ra được nhân quả kia, chỉ biết nếu ta giết chết hắn, sẽ mang lại tai họa nặng nề cho ta và tộc ta. Cô gái giáp đen có chút khó tin, ý của tộc trưởng là, sau lưng hắn có người. Cổ sầu cười nói, đúng vậy. Cô gái giáp đen thấp giọng nói, vậy tộc trưởng muốn giết hắn không? Cổ sầu lắc đầu, không muốn. Cô gái giáp đen hỏi, là vì sau lưng hắn có người sao? Cổ sầu cười nói, ngươi nhìn thấy thanh kiếm kia trong tay hắn vừa nãy không? Nếu ta có thanh kiếm đó, không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ đại trần thời không do 12 thánh giả năm đó bày ra, còn có thể dùng nó để chống lại chí cao thần khí trong tay Tuyết Sơn Vương. Ánh mắt cô gái giáp đen chợt lóe lên chút hung hãn, ta đi giết hắn. Cổ sầu lắc đầu cười, lần này tộc ta xuất thế, nhất định sẽ đấu với đám người Tuyết Phương Sơn, mà trận chiến này, ta dự đoán, tộc ta có 4 phần thắng. Nhưng, giết hắn, kết quả ta dự đoán thì cả 1 phần thắng cũng không có. Cô gái giáp đen. Cổ sầu cười nói, lại nói, Diệp công tử này cũng không có ý làm địch với tộc ta, nếu đã như vậy, chúng ta hà tất chủ động kiếm chuyện với hắn. Nói xong, hắn ta khẽ cười, bảo người trong tộc chuẩn bị đi. Nghe vậy, cô gái giáp đen chợt run rẩy cả người, nàng ta cẩn thận thi lễ với cổ sầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi hắn, vẻ mặt hắn vô cùng nặng nề. Vừa nãy, hắn đã cảm nhận được sát ý của cổ sầu rồi. Nhưng, đối phương lại không ra tay. Lúc này, Đại Thiên Tôn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Linh Lung cô nương đâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, vừa nãy không biết sao Linh Lung cô nương đột nhiên lại rời đi rồi. Rời đi rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, Đại Thiên Tôn, lập tức bảo người của thần điện thiên hồn đi đến học viện nữ tử của thần đạo quốc. Đại Thiên Tôn ngây người, sau đó nói, điện chủ, tại sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, táng vực này, sắp thay đổi rồi. Thần điện thiên hồn muốn tự bảo vệ, chỉ có thể tìm dì Đinh và niệm tỷ ta thôi. Vẻ mặt Đại Thiên Tôn trở nên nặng nề hơn, ta nghe theo điện chủ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn có chút kinh ngạc, đây là... Diệp Huyên trầm giọng nói, nhẫn chứa đồ có 5.000 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, còn có 1.000 vạn miếng thánh cực tinh, ngoài ra, còn có một phần truyền thừa của khổ tu, bên trong có 2 tiểu cảnh giới mới hoàn toàn, ngươi và các huynh đệ trong điện tu luyện, cũng có đủ tài nguyên. Vẻ mặt Đại Thiên Tôn sửng sốt, 5.000 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, 1.000 vạn thánh cực tinh. Diệp Huyên gật đầu, những chuyện khác đừng hỏi nữa, bây giờ các ngươi lập tức khởi hành đến thần đạo quốc đi. Đại Thiên Tôn hành lễ, tuân mệnh, nhưng điện chủ thì sao? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, đợi ta làm xong một chuyện, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đại Thiên Tôn chần chừ chốc lát rồi lại thi lễ, quay người rời đi. Diệp Huyên quay người nhìn tháp cao kia, ánh mắt có chút lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Lo lắng cho bản thân hắn. Hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng, hắn biết, nhiều lúc, người trong giang hồ thân bất do kỷ, hơn nữa,
trên người hắn còn có tháp nhỏ và kiếm thanh huyên nghịch thiên đến vậy. Cổ sâu không nhắm vào hắn, nhưng 10 thánh giả mệnh chi kia thì sao? Những người này nếu xuất hiện, nếu muốn cướp lấy kiếm thanh huyên của hắn, lúc đó sẽ thế nào? Một lúc sau, Diệp Huyên lắc đầu, mặc kệ vậy. Quay về học viện nữ tử thôi. Có chuyện gì thì để dì Đinh gánh vậy. Mặc kệ là ác tộc hay là 11 vị thánh giả mệnh chi, chỉ cần bọn họ dám đến học viện nữ tử gây rắc rối, thì chắc chắn chết không đường sống. Có lẽ cha sẽ không quan tâm hắn, nhưng chắc chắn sẽ lo cho dì Đinh. Hạ quyết tâm xong, hắn quay người rời đi. Mà ngay lúc này, một luồng áp lực kinh người đột nhiên xuất hiện trong sân, Diệp Huyên bỗng quay người, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang chậm chậm bước đến. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đây không phải là ác tộc, mà là một trong 10 thánh giả. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối biết ta. Người đàn ông trung niên cười nói chuyện không. Diệp Huyên do dự rồi gật đầu, được. Người đàn ông trung niên đi về phía xa khẽ cười nói, thiếu niên, ác tộc sắp xuất thế rồi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, các người đã biết rồi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng bọn ta chỉ biết tu luyện, không quan tâm gì bên ngoài sao? Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông trung niên cười nói, ta tự giới thiệu đã, ta là Mục Ma. Nói rồi, ông ta xoay người nhìn về hướng ác tộc bị phong ấn kia, người biết ác tộc không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông trung niên khẽ nói, một chủng tộc rất kinh người, nhất là cổ sầu kia, người này có thể nói là yêu nghiệt kinh khủng nhất trong lịch sử ác tộc, tuổi hắn hiện tại cũng chỉ 100 tuổi mà thôi, chắc cũng ngang ngươi thôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, ta mới hơn 20 tuổi thôi. Mục Ma ngây người, sau đó cười nói, người đã tu luyện ít nhất trên 100 năm, thậm chí là lâu hơn. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, thật ra, ở bên ngoài, đúng là hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng, thời gian hắn tu luyện bên trong tháp nhỏ, quả thực cũng trên 100 năm. Mục Ma nói tiếp, thiên phú của cổ sầu này không kém hơn Tuyết Sơn Vương, lại thêm tổ tiên ác tộc giúp đỡ. Vì vậy, thực lực hiện tại của hắn, chỉ dưới Tuyết Phương Sơn, quan trọng nhất là, trong ác tộc bọn họ, còn có vô số cao thủ siêu cấp, mà vũ trụ này của chúng ta, mệnh chi cảnh cũng không có mấy người, nếu bọn họ xuất thế, đối với vũ trụ này mà nói, chính là một mối họa lớn. Diệp Huyên nhìn Mục Ma, không nói gì. Thật ra hiện tại hắn hơi muốn mắng người. Mẹ nó! Tại sao vũ trụ này lại không có nhiều cao thủ đỉnh cao như vậy? Còn không phải mấy người bọn bọ đem toàn bộ tài nguyên giữ khư khư cho mình rồi sao? Mục Ma đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này, vũ trụ này của chúng ta rất nguy hiểm. Diệp Huyên không nói, nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm phòng bị. Lúc này, Mục Ma đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ gì sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta chẳng qua chỉ là thần thể cảnh, ta có thể có suy nghĩ gì chứ? Mục Ma nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, ông ta cười nói, theo ta biết, trong tay Diệp công tử có một thần khí siêu cấp, đúng chứ? Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên chợt lạnh đi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi cười, nào có thần khí gì chứ, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm do người trong nhà ta tạo ra giúp ta thôi. Mục Ma cười ha ha, Diệp công tử, ta cảm thấy, an nguy của vũ trụ, ai ai cũng có trách nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên cười không nói. Mục Ma lại nói, Diệp công tử, thực lực ngươi thấp, không muốn đối mặt với ác tộc, ta hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng, theo ta biết, thần khí trong tay ngươi chính là khắc tinh của thời không. Nói đến đây, ông ta khẽ cười, sau đó nói, ý của ta rất đơn giản, ngươi lấy kiếm này cho chúng ta mượn, chúng ta đi đối phó với ác tộc, một khi tiêu diệt được ác tộc rồi, bọn ta lập tức trả lại kiếm này. Đương nhiên, chúng ta không mượn không. Ta sẽ đưa cho Diệp công tử một thánh mạch và 10 quảng tinh cực phẩm, người thấy thế nào? Một thánh mạch. 10 quảng tinh cực phẩm. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiền bối, điều kiện này của ngươi rất mê người đấy. Mục Ma nhìn Diệp Huyên, an nguy của vũ trụ, ai ai cũng có trách nhiệm, Diệp công tử, chúng ta không cần ngươi liều mạng, chỉ cần ngươi đưa ra thần vật trên người ngươi thôi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không nguyện ý giúp sao?
Diệp Huyên cười nói, mấy câu ngon ngọt này của tiền bồi, thực sự ta cũng không dám nhận. Mục Ma cười rất dễ gần, tiểu hữu, kiếm này, người cho mượn hay không? Vừa dứt lời, thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức trở thành một cái lồng giam khổng lồ. Diệp Huyên cũng đau đầu. Hắn không sợ gặp phải cao thủ, ví dụ cao thủ siêu cấp như cổ sầu, bởi vì cao thủ cấp bậc như vậy có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thanh Nhi. Hắn sợ là gặp phải kẻ gà mờ chẳng phải cao thủ kiểu đỉnh cao, nhưng hắn lại không đánh bại nổi, ngươi nói đối phương không mạnh mà, nhưng hắn thì không đánh nổi, ngươi nói đối phương mạnh, nhưng đối phương lại không cảm nhận được Thanh Nhi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó muốn nhắc nhở đối phương, ta có một muội muội. Mục Ma lắc đầu khẽ cười, cắt ngang lời Diệp Huyên, Diệp công tử, đừng có chuyển sang người phía sau, đừng nói là muội muội ngươi, cho dù ngươi đưa cha ngươi cùng đến cũng vô dụng. Diệp Huyên theo bản năng nói, ngươi là Thiên Diệp chuyển thế sao? Trong ấn tượng của hắn, người có thể không đếm xỉa đến Thanh Nhi và cha, chỉ có Thiên Diệp. Cỏ trên mộ đã mọc ra cao bằng một người đàn ông rồi. Thiên Diệp. Mục Ma nhíu mày, đó là ai? Diệp Huyên cười ha ha, tiền bối nói rất đúng, loại chuyện giải cứu vũ trụ này, nên là người người có trách nhiệm. Nhưng, tiền bối, thánh mạch này, ha ha, ta không có ý khác, người hiểu ha. Nụ cười trên mặt Mục Ma lại xuất hiện, thật là một tiểu tử tham lam. Nhưng không sao, như này thì thế nào, ta cho ngươi hai thánh mạch, cộng thêm 30 quảng tinh cực phẩm. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, được. Nói xong, hắn vươn tay trái ra. Mục Ma cười càng rạng rỡ hơn, ông ta bấm tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ chính là hai thánh mạch và 30 quảng tinh cực phẩm. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó có chút không nỡ, đưa kiếm Thanh Huyên trong tay cho Mục Ma. Mục Ma không chút do dự, trực tiếp cầm lấy kiếm Thanh Huyên, mà khoảnh khắc ông ta cầm vào kiếm Thanh Huyên, dị biến nổi lên. Trong sự im hơi lặng tiếng, Mục Ma tiến thẳng vào trong một vực sâu thời không vô tận. Sắc mặt Mục Ma lập tức thay đổi, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, giận dữ, ngươi muốn chết. Nói xong, ông ta áp mạnh tay phải xuống. Toàn bộ vực sâu thời không lập tức rung động, nhưng là, lực lượng mạnh mẽ kia vẫn chưa đủ để phá vỡ vực sâu thời không này. Nhìn thấy này một màn, Mục Ma trong lòng cả kinh, ông ta không thiết tức giận, vội vàng lại dùng đủ mọi cách, nhưng, cho dù là cách nào, cũng đều không có tác dụng. Giờ phút này, trong mắt Mục Ma có vẻ kinh hãi, người đây là thời không gì? Diệp Huyên nhìn Mục Ma trong thời không, nghĩ ra ngoài, thì đưa nhẫn chứa đồ trong tay ngươi cho ta. Đừng giở trò, ta biết ngươi có bao nhiêu bảo vật. Mục Ma nổi giận, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Huyên nhíu mày, ta khẳng định là đang uy hiếp ngươi. Vì sao ngươi lại phải hỏi câu hỏi ngu xuẩn như thế? Mục Ma. Diệp Huyên nhún vai, dù sao ta không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi không có nhiều thời gian đâu. Mục Ma nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sau đó hai tay ông ta nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt, xung quanh ông ta lập tức sục sôi lên, vực sâu thời không thần bí mạnh mẽ kia bắt đầu dập dờn tựa như sóng nước. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mục Ma, không thể không nói, ông lão này vẫn là có bản lĩnh. Mục Ma tuy không biến thái như cổ sầu, nhưng đối phương có thể lay động vực sâu thời không thần bí này, vẫn là rất không đơn giản, ít nhất. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể đánh lại đối phương. Lúc này, cơ thể Mục Ma đã bắt đầu phân tán từng chút một. Mục Ma cảm nhận được điều này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta thật không ngờ, cơ thể ông ta vậy mà không thể chịu được vực sâu thời không thần bí này. Không nghĩ nhiều, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, người lại có thể cấu kết ác tộc. Diệp Huyên cười nói, lão đầu, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa. Với tốc độ hiện nay của ngươi, nhiều nhất nửa canh giờ, cơ thể ngươi sẽ tiêu tán, không chỉ có cơ thể tiêu tán, linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Khi đó, cho dù ngươi đi ra, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thả ta ra trước. Diệp Huyên lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Sau khi ra, ngươi sẽ đưa bảo vật cho ta sao? Mục Ma gằn giọng nói, nếu ta đưa ngươi bảo vật, ngươi sẽ thả ta ra sao? Diệp Huyên cười nói, lão đầu, ngươi hãy nhìn kỹ đi, ta
ta là kiếm tu. Ta đường đường là Diệp Đại Lừa, Diệp Đại Kiếm Tiên, sẽ làm ra chuyện nói không giữ lời đấy sao? Kiếm tu. Sắc mặt Mục Ma có chút khó coi. Diệp Huyên lại nói, nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể thề, lấy danh nghĩa của cha ta thề. Nếu ta nuốt lời, thì cha ta bị chém chết. Mục Ma lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, dùng chính ngươi thề. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nếu ta nuốt lời, ta sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, trọn đời không được luân hồi. Mặc dù hắn không phải người mạnh nhất dưới chủ nhân ba kiếm đứng đầu, nhưng là, người có thể sử dụng kiếm giết hắn chỉ có chủ nhân của ba kiếm đứng đầu. Chủ nhân của ba kiếm đứng đầu là ai? Một người là muội muội của hắn, một người là cha hắn, một người là đại ca hắn. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta còn muốn nói cái gì? Diệp Huyên đột nhiên giận tím mặt, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, cùng lắm thì, lão tử không cần gì nữa. Mục Ma trầm lặng một lát, sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay ông ta, trong nhẫn chứa đồ có đến 47 thánh mạch, hàng trăm quảng tinh cực phẩm. Mục Ma nhìn Diệp Huyên, cầm đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mục Ma, tâm niệm vừa động, nhẫn chứa đồ kia chậm rãi bay ra từ vực sâu thời không. Diệp Huyên thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó xoay người bước đi. Trong vực sâu thời không, Mục Ma giống giận, tiểu tử, người định nuốt lời sao? Diệp Huyên xoay người liếc nhìn Mục Ma, đúng vậy. Mục Ma vẻ mặt dữ tợn, người đã thề rồi cơ mà. Diệp Huyên gật đầu, không sao cả, vậy để ta bị vạn kiếm xuyên tim mà chết đi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Mục Ma ngây người, ngay sau đó, ông ta giống giận kiếm tu vô sỉ. Lại nói lời không giữ lời. Tiếng hét vang như sấm, chấn động tận trời. Mà Diệp Huyên không thèm để ý ông ta, trực tiếp biến mất ở phía cuối chân trời. Tại chỗ, Mục Ma cảm giác cơ thể mình đang biến mất từng chút một, giờ phút này, ông ta rốt cục đã hơi sợ rồi. Bởi vì giờ phút này ông ta đã muốn hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông ta sẽ chết. Sau khi thử thêm vô số lần, Mục Ma đã từ bỏ. Ông ta nhìn về phía tháp cao kia, giống giận, ác tộc còn chưa loại bỏ. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trên tầng thứ ba, Mục Ma, tự ngươi tham lam gây chuyện, khiến bản thân rơi vào đường cùng, vì sao còn muốn trách chúng ta? Vẻ mặt Mục Ma có chút khó coi, các ngươi thật sự muốn thấy chết mà không cứu sao? Một lát sau, trong tầng thứ ba đột nhiên bay ra một tàn ảnh. Tàn ảnh kia thế nhưng mạnh mẽ tiến vào vực sâu thời không thần bí, tàn ảnh chưa phá bỏ vực sâu thời không, mà là trực tiếp xung hợp với Mục Ma, dần dần, thân thể Mục Ma trở nên hư ảo, một lát sau. Mục Ma vậy mà hóa thành một tinh quang như biến mất không thấy. Mà lúc này, dưới tháp cao xuất hiện một người, chính là Mục Ma. Nhưng, xa xa kia vực sâu thời không thần bí vẫn còn. Mục Ma thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn về phía xa xa. Trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, Mục Ma, ngươi vì sao phải ngu xuẩn như vậy? Cổ sâu là người thế nào? Ngay cả hắn ta cũng đã từ bỏ thần kiếm trong tay thiếu niên kia, ngươi vì sao phải không biết tự lượng sức mình đi mưu kế kiếm của hắn? Mục Ma trầm lặng, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, một lát sau, ông ta nhìn về phía xa xa, võ linh mục, hắn rốt cuộc là ai? Giọng nói kia, không biết. Vẻ mặt Mục Ma hơi khó coi, võ linh mục, thanh kiếm trong tay người này thật sự khủng bố, nếu để nó rơi vào tay cổ sầu, sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Võ linh mục nói, việc này Tuyết Sơn Vương tự biết xử lý, ngươi quay về tháp đi. Mục Ma lắc đầu, người này thật ra thực lực rất thấp, chỉ là thanh kiếm kia đặc biệt, chỉ cần không để thanh kiếm kia tiếp xúc đến, hắn sẽ không thể làm gì được ta. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Ông ta không muốn từ bỏ. Nếu Diệp Huyên không lấy đi bảo vật trên người ông ta có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng là, Diệp Huyên đã lấy đi tất cả tài nguyên tu luyện của ông ta, nếu như không lấy về, ông ta làm sao tu luyện? Hàng chục thánh mạch. Hơn nữa, ông ta rất tức giận. Bởi vì Diệp Huyên đã chơi ông ta. Thấy Mục Ma biến mất, trong tầng thứ ba truyền đến một tiếng thở dài. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không trở về Thiên Hồn Thần Điện, bởi vì hắn đã có được tin tức,
Đại Thiên Tôn đã dẫn theo người của Thiên Hồn Thần Điện tiến đến Thần Đạo Quốc. Thập Tuyệt Thánh Giả đã có ý đồ xấu với hắn, cho nên, hắn nhất định phải đến học viện nữ tử của Thần Đạo Quốc. Diệp Huyên tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Trong một tinh vực chưa được biết, Diệp Huyên đang ngự kiếm đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hắn có chút khó coi, cách đó không xa một người đang đứng đó, chính là Mục Ma. Người này thế mà không có chết. Diệp Huyên hơi khiếp sợ trong lòng, đối phương đã làm thế nào mà nhảy ra khỏi vực sâu thời không thần bí kia. Xa xa, Mục Ma nhìn Diệp Huyên, sao ngươi không chạy nữa? Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm như sấm sét, chém thẳng vào Mục Ma. Xa xa, Mục Ma bước lên trước một bước, đánh một quyền ra. Ầm, một mảnh quyền mang chắn kiếm Thanh Huyên lại. Lần này, Mục Ma thông minh hơn rồi, ông ta không để kiếm Thanh Huyên tiếp xúc đến cơ thể ông ta, bởi vì lúc trước chính là kiếm Thanh Huyên đã tiếp xúc được đến cơ thể ông ta, vì vậy, ông ta mới bị đưa vào thời không thần bí. Lúc này, kiếm Thanh Huyên bay ngược trở về trong tay Diệp Huyên, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên biến mất không thấy. Mục Ma nhìn thấy một màn này, nhíu mày, sao ngươi lại không dùng thanh kiếm kia nữa? Diệp Huyên cười nói, ta không thèm dùng vật ngoài thân. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thế nào, lại muốn lừa ta? Nào, ngươi tiếp tục lừa. Diệp Huyên. Sắc mặt Mục Ma trở nên hơi u ám, ngươi không phải rất giỏi lừa dối hay sao? Nào, ngươi tiếp tục lừa đi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, các hạ, chúng ta nói đạo lý chút đi. Mục Ma châm chọc nói, có thể lừa dối thì lừa dối, không thể lừa liền giảng đạo lý. Diệp Huyên. Mục Ma bỗng nhiên đi chậm chậm về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta không thù không oán. Mục Ma châm biếm, không thù không oán. Diệp Huyên, ngươi thật là buồn cười. Đạt đến trình độ này như chúng ta, cái gì mà nhân nghĩa đạo đức, cái gì mà đúng sai, đều không có ý nghĩa gì, chúng ta làm việc toàn bộ theo ý thích của mình. Hiểu không? Diệp Huyên đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mục Ma cười lạnh, muốn chạy trốn. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ xé rách mà qua. Xa xa, Diệp Huyên xoay người, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh hãi cùng tuyệt vọng. Mục Ma nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng ông ta vẫn đầy đề phòng như trước, bởi vì Diệp Huyên không lấy thanh kiếm kia ra. Đối với thanh kiếm kia, ông ta vẫn là vô cùng kiêng dè. Nhưng ông ta biết, chỉ cần ông ta không tiếp xúc với thanh kiếm, ông ta sẽ không sao. Trong lúc suy nghĩ, nắm đấm của ông ta đã đến trước ngực Diệp Huyên. Lúc này, ông ta nhăn mày lại, bởi vì Diệp Huyên vẫn không rút kiếm ra. Đây là có ý gì? Trong lòng Mục Ma đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, ông ta muốn thu quyền, nhưng giờ phút này đã không kịp nữa rồi, bởi vì nắm đấm của ông ta đã đấm vào ngực Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên không hề ngăn cản. Mục Ma hoảng hốt trong lòng, thầm nghĩ không tốt, định rút lui. Diệp Huyên đột nhiên bay ra ngoài, mà Mục Ma đang định lùi lại kia sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì ông ta lại lần nữa rơi vào trong vực sâu thời không thần bí. Mục Ma ngơ ngác. Xa xa, Diệp Huyên nhún vai, hắn xé mở áo của mình ra, trong áo có một bộ giáp mỏng như cánh ve sầu, giáp này chính là do kiếm Thanh Huyên hóa thành. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mục Ma, cười nói, ngạc nhiên không, bất ngờ không. Xa xa, trong vực sâu thời không, Mục Ma chợt ngẩng đầu giống giật, võ linh mục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, người này thật không biết xấu hổ, lại có thể gọi người, không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Trong tinh không, không có gì đáp lại. Mục Ma lại gào thét, võ linh mục, ác tộc sắp ngóc đầu trở lại rồi. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong tinh không, ngươi là phe đối diện phái tới muốn chọc ta tức chết hay sao? Trong tinh không, giờ phút này Mục Ma đã được cứu ra, nhưng ông ta không hề vui vẻ, ngược lại, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Ông ta lại một lần bị đưa vào thời không thần bí kia. Sắc mặt Mục Ma càng ngày càng âm trầm, ông ta không phục. Thằng nhóc kia đã sử dụng gian kế. Lúc này, giọng nói của võ linh mục vang lên, Mục Ma, đây là lần cuối cùng ta ra tay. Sắc mặt Mục Ma vô cùng âm trầm,
trong mắt tựa như băng đá ngàn năm, không chứa một tia cảm tình. Hiển nhiên, ông ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, quay về. Nghe vậy, cơ thể Mục Ma khẽ run lên, không chút do dự, xoay người bước đi. Chấm chấm chấm. Dưới nền đất, ác tộc. Cổ Sầu ngồi ở trên tường thành, hắn ta chỉ nhìn phía chân trời xa xa, nơi chân trời một vùng tối đen, không có gì. Lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau Cổ Sầu, ông ta hơi hành lễ tộc trưởng. Nói xong, ông ta bắt đầu nói nhỏ. Một lát sau, Cổ Sầu đột nhiên nở nụ cười, Diệp công tử này thật sự thú vị. Ông lão trầm giọng nói, tộc trưởng, vực sâu thời không thần bí kia, rất khủng bố. Cổ Sầu gật đầu, ta từng thấy qua. Ông lão hơi do dự, sau đó hỏi, tộc trưởng có thể phá giải thời không kia không? Cổ Sầu cười nói, võ linh mục đều có thể, ngươi nói ta có thể hay không? Ông lão có chút khó hiểu, vậy vì sao lúc đó tộc trưởng lại cố ý thua vị Diệp công tử kia? Cổ Sầu nhẹ giọng nói, thắng hắn, được cái gì? Được thanh kiếm kia. Ông lão nói, đây chẳng phải là mục đích của tộc trưởng sao? Cổ Sầu cười nhẹ, thanh kiếm kia ở trong tay Diệp công tử, nó chính là kiếm. Nhưng ở trong tay người khác, trừ phi là Diệp công tử thật lòng tặng cho, bằng không, thanh kiếm đó chính là một tai họa. Nói xong, hắn ta nhìn về phía ông lão, cười nói, nếu không, Tuyết Sơn Vương sao có thể đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đương nhiên, với tính cách của ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Ông lão nhíu mày, vì sao? Cổ Sầu cười nói, bởi vì ông ta rất mạnh, ông ta càng mạnh, lại càng tự phụ, không đúng, phải nói tự tin. Những gì có thể khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, ông ta sẽ không sợ hãi, ngược lại, ông ta sẽ đi khiêu chiến. Ông lão nhìn thoáng qua Cổ Sầu, tộc trưởng thật ra cũng là người như vậy, chỉ là, Tuyết Sơn Vương là một mình một người, mà tộc trưởng phải lo cho toàn tộc. Cổ Sầu cười ha ha, không nói lời nào. Lúc này, một cô gái mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện. Cô gái giáp đen hơi hành lễ, tộc trưởng, đã chuẩn bị xong rồi. Cổ Sầu từ từ nhắm mắt lại, tạm thời đợi đã. Cô gái giáp đen và ông lão đều có chút khó hiểu, nhưng hai người không hỏi nguyên nhân. Trên tường thành, Cổ Sầu nhẹ nhàng lắc lư hai chân, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chấm chấm chấm. Khi Diệp Huyên về đến học viện nữ tử thần đạo quốc, hắn đau trứng rồi. Bởi vì không thấy Đinh Di nữa. Không thấy. Một cô gái đứng trước mặt Diệp Huyên, cô gái này tên Lục Kỳ. Mà hiện tại, Lục Kỳ chính là người phụ trách học viện nữ tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, Lục Kỳ cô nương, Đinh Di có nói nàng ta đi đâu không? Lục Kỳ lắc đầu, không. Diệp Huyên lại hỏi, vậy viện trưởng Niệm tỷ thì sao? Các cô có tin tức gì không? Lục Kỳ lại lắc đầu, ngày đó sau khi viện trưởng dẫn theo bọn An cô nương rời đi, thì chưa quay về, cũng không truyền tin tức nào về. Diệp Huyên có hơi đau trứng. Mẹ nó! Niệm tỷ không có trở về, Đinh Di lại không thấy. Được rồi. Hiện tại học viện nữ tử, lại là Diệp Huyên hắn là lão đại rồi. Lão đại phải làm cái gì? Phải gánh vác mọi chuyện. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhăn mày lại, Đinh Di không phải là cố ý rời đi đấy chứ. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể. Nếu nàng ta không đi, như vậy, nếu 10 thánh giả đến đây, khẳng định là nàng ta phải đi đối phó. Mà bây giờ nàng ta vừa đi, nếu 10 thánh giả đến, vậy thì hắn phiền phức rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Lục Kỳ, bấm tay một chút, một chiếc nhẫn chứa đồ dừng trước mặt Lục Kỳ tu luyện tốt. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Khi nhìn thấy thứ bên trong nhẫn chứa đồ, Lục Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Rất nhiều quảng tinh cực phẩm. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên rời khỏi học viện nữ tử, hắn không thể không rời đi, nếu hắn không đi, một khi kia 10 thánh giả tìm tới nơi này, thì học viện nữ tử sẽ nguy hiểm. Tuy hắn dùng kế khiến Mục Ma mắc bẫy 2 lần, nhưng cách này không thể dùng nhiều. Hơn nữa, Mục Ma còn phải người mạnh nhất trong số 10 người kia. Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.
Diệp Huyên biết người kia, chính là người lúc trước từng có ân oán với hắn Hung Nghê. Hung Nghê cười nói, Diệp công tử, có phải ngươi đã chọc phải đại họa, cho nên đã trở lại. Diệp Huyên. Hung Nghê khẽ cười nói, nhìn biểu cảm của ngươi, hiển nhiên, ta đoán chúng rồi. Diệp Huyên nhìn đánh giá Hung Nghê một lượt, cô có chuyện gì sao? Hung Nghê cười nói, không có chuyện gì, chỉ là biết được ngươi đã trở lại. Cho nên đến xem. Diệp Huyên khẽ cười, Hung Nghê cô nương, ta còn có việc. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên hỏi, hư vọng đã đạt đến mệnh chi chưa? Diệp Huyên cũng không quay đầu lại. Sắp rồi, nói xong, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sắp rồi. Tại chỗ, Hung Nghê vẻ mặt phức tạp. Nàng ta thật không ngờ, hư vọng kia vậy mà sắp mệnh chi rồi. Nghĩ vậy, Hung Nghê thầm thở dài trong lòng, nàng ta biết, nếu lúc trước nàng ta hợp tác cùng Diệp Huyên, như vậy, cuộc đời của nàng ta tuyệt đối là một phong cảnh khác. Muốn dựa vào chính mình đạt tới mệnh chi, gần như là không có khả năng. Chỉ riêng tài nguyên tu luyện cũng đã khiến nàng ta tuyệt vọng. Một lát sau, Hung Nghê lại thở dài, sau đó xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Một lúc sau, Diệp Huyên về đến Táng Vực, hắn mới vừa trở lại Táng Vực, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung, không nói gì. Tuyết Linh Lung đi đến trước mặt Diệp Huyên, hơi hành lễ lễ, sư tôn. Diệp Huyên cười nói, sao đột nhiên lại đến tìm ta? Tuyết Linh Lung chợt ngẩng đầu, ngay sau đó, vô số bông tuyết trào ra từ trong cơ thể nàng ta, Diệp Huyên nheo mắt, hắn sớm đã có chuẩn bị, rút mạnh kiếm chém một nhát. Ầm. Một bông tuyết vỡ tan, mà lúc này, một bông hoa sen tuyết đột nhiên biến mất vào giữa hai chân mày hắn. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run lên mạnh mẽ, ngay sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu đóng băng từng chút một, hắn muốn ra tay, nhưng là, hắn căn bản không thể điều động chút lực lượng nào. Lúc này, Tuyết Linh Lung nhẹ giọng nói, sư tôn, đừng lãng phí khí lực nữa. Đó là thần khí tối cao tiên tổ để lại cho Đại Tuyết Sơn ta, Vạn Lý Băng Phong. Trong đó còn có lực lượng thần bí tiên tổ lưu lại, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể phá giải. Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, nó tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ không giết chết ngươi, chỉ phong ấn tu vi của ngươi, không hơn. Diệp Huyên cười nói, hóa ra Tuyết Sơn Vương ra tay với ta rồi. Chỉ là, ta có chút khó hiểu, hắn vì sao không tự mình ra tay, mà lại phải mượn tay ngươi. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết, nhưng ta đoán, ông ta có lẽ là phải đối phó với vị tộc trưởng ác tộc. Cổ sầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao ông ta không giết ta, mà chỉ phong ấn tu vi của ta. Tuyết Linh Lung lại lắc đầu, không biết, nhưng, ta đoán hẳn là có liên quan đến người đứng sau sư tôn. Hiện tại tiên tổ ông ấy hẳn là vẫn không muốn trêu chọc người đứng sau ngươi, muốn toàn lực đối phó ác tộc. Diệp Huyên thầm thấp giọng thở dài. Kỳ thực, khi nhìn thấy Tuyết Linh Lung, trong lòng hắn đã có đề phòng rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, Tuyết Sơn Vương này sẽ đích thân đối phó hắn. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sư tôn, ngươi đừng phản kháng, thần vật kia ở trong cơ thể ngươi, nếu ngươi phản kháng, có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt. Diệp Huyên cười nói, ta không phản kháng. Tuyết Linh Lung khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất phía cuối chân trời, nhưng nàng ta rất nhanh lại trở lại trước mặt Diệp Huyên, sư tôn, vì sao ngươi không đi? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tu vi của ta đều bị ngươi phong ấn rồi. Ta đi như thế nào? Nhà đầu, ngươi nói lời này, là muốn cố ý thăm dò ta xem còn tu vi không đúng không? Tuyết Linh Lung thành thật gật đầu, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, ngươi sẽ không trách ta chứ. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, Linh Lung cô nương, từ giờ trở đi, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Ngươi có thể tàn nhẫn với ta một chút, hiểu chưa? Ta thật sự không thích cái kiểu hai bên đều là kẻ địch, sau đó còn muốn làm nhập nhằng gì đó, cuối cùng còn muốn tương ái tương sát vân vân, rất máu chó. Ngươi hiểu không? Tuyết Linh Lung trầm lặng một lát. Gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, hai cái xích sắt vòng qua xương bả vai của Diệp Huyên, tiếp theo,
nàng cứ như vậy mà kép Diệp Huyên ngự không hướng về phía chân trời. Diệp Huyên vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Tuyết Linh Lung nói, ngươi muốn ta tàn nhẫn với ngươi một chút mà. Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ, cô có thể tàn nhẫn một chút, nhưng là... cô nên tôn trọng kẻ địch của mình, biết không? Tuyết Linh Lung lắc đầu, kẻ địch không đáng được tôn trọng. Diệp Huyên còn muốn nói gì, Tuyết Linh Lung đột nhiên gầm lên, câm miệng. Nói nữa, ta liền lột sạch quần áo kéo ngươi đi. Diệp Huyên. Cứ như vậy, Tuyết Linh Lung kéo Diệp Huyên đi về phía Đại Tuyết Sơn. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, mình đúng là miệng ngu. Mẹ nó. Một lát sau, Tuyết Linh Lung đưa Diệp Huyên đến Đại Tuyết Sơn, nàng ta khóa Diệp Huyên lên một cái cột, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, đừng có ý nghĩ quỷ quái gì khác, bằng không, tiên tổ sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi thả ta ra, ta không có tu vi, không làm nổi chuyện gì. Tuyết Linh Lung trầm lặng. Diệp Huyên lại nói, cái thứ tiên tổ ngươi để lại trong người ta, nếu ta có thể phá giải, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhốt được ta không? Mà nếu không thể phá giải, ta có chút uy hiếp nào với ngươi không? Tuyết Linh Lung im lặng một lát, sau đó nói, tiên tổ rất mạnh, ngươi tốt nhất đừng làm bậy, ta cảm giác, tiên tổ không muốn giết ngươi, ông ta có lẽ chỉ muốn nhốt ngươi, không muốn để ngươi giúp ác tộc. Diệp Huyên cười cười, không nói lời nào. Tuyết Linh Lung phất tay phải, xích sắt trên người Diệp Huyên biến mất. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi có thể đi lại tùy ý, nhưng đừng xuống núi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, tiểu tháp, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Im lặng một hồi, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Chỉ là một cái tháp. Mặt Diệp Huyên tối sầm, mẹ kiếp, ngươi lại biết mình là một cái tháp rồi. Hắn thật sự rất muốn bán quách cái tháp tàn này đi. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, người có từng nghĩ, nếu như bây giờ người phá phòng ấn đó đi thì thật ra cũng không phải là chuyện tốt gì không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, sao lại không tốt? Tiểu tháp nói, dù sao thì dù cho người có giải được phòng ấn thì cũng đánh không lại Tuyết Sơn Vương, người ta có thể phòng ấn người một lần thì sẽ có thể phòng ấn người lần thứ hai. Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, thứ lỗi cho ta nói thẳng, với tình hình trước mắt, trong trận chiến giữa ác tộc và 10 thánh giả mệnh chi thì tiểu chủ người đây chỉ có thể chạy vặt thôi. Diệp Huyên chau mày, nói, chạy vặt hả? Tiểu tháp suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không cách nào giải thích từ này với người được. Diệp Huyên hỏi với vẻ hơi thắc mắc, tại sao? Tiểu tháp nói, từ này rất phức tạp, hàm ý mà nó biểu đạt đã vượt quá kiến thức của một cái tháp như ta chỉ có thể nói. Ai đã hiểu được từ này thì sẽ hiểu nhưng nếu không hiểu thì có giải thích thế nào cũng khó hiểu, hiểu không? Diệp Huyên. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, nếu sau này có cơ hội, người có thể đến quê của Liêm Xương tỷ tỷ chơi, chỗ đó rất thú vị. Diệp Huyên mỉm cười, đang định nói thì đột nhiên Tuyết Linh Lung xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung và nói, ác tộc sắp ra ngoài rồi sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu. Nói, vẫn chưa. Diệp Huyên hơi chau mày, thật ra bây giờ hắn hơi hy vọng cổ sầu hạ được 10 thánh giả. Tuyết Linh Lung liếc nhìn Diệp Huyên, nói, đi theo ta. Nàng ta nói xong thì bỏ đi. Diệp Huyên đi theo Tuyết Linh Lung đến một cung điện lớn, ở chính giữa điện có một bức tượng một người đàn ông trung niên đứng sừng sững. Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương vô địch năm xưa. Tuyết Linh Lung nhìn sang Diệp Huyên và nói, mời ngoài. Diệp Huyên không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Tuyết Linh Lung ngồi đối diện với Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, nói cô muốn nói gì. Tuyết Linh Lung im lặng một lúc rồi nói, người nghĩ lần này ai sẽ thắng. Diệp Huyên lắc đầu, nói, không biết. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên và nói, người sẽ giúp ai. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không giúp ai cả. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, ngươi sẽ giúp ác tộc vì ác tộc rất tốt với ngươi còn 10 thánh giả thì lại nhằm vào ngươi, đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, rốt cuộc cô muốn nói gì? Tuyết Linh Lung lặng thinh một lúc lâu rồi nói, ta có thể để ngươi đi. Diệp Huyên ngây ra. Tuyết Linh Lung nhìn sang Diệp Huyên, nói,
nhưng ngươi phải hứa với ta, đừng xen vào chuyện ở đây. Ngươi hãy đi tìm người đứng đằng sau ngươi, ta không biết người đó mạnh thế nào nhưng nếu như tiên tổ đã không giết ngươi thì nhất định là vì kiêng dè người đứng phía sau ngươi. Diệp Huyên hạ giọng nói, tiên tổ của cô có biết cô để ta đi không? Tuyết Linh lung lắc đầu, nàng ta vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên Diệp Huyên lại mỉm cười và nói, Linh Lung cô nương, đừng trẻ con thế. Tuyết Linh lung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, nếu tiên tổ thắng thì nhất định họ sẽ không tha cho ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô quan tâm ta vậy làm gì? Linh Lung cô nương, cô đừng nói với ta, chỉ mới trong ngần đó thời gian ngắn ngủi mà cô đã yêu ta rồi đấy chứ. Tuyết Linh lung hơi giận, nói, ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ngươi thật không biết tốt xấu, muốn sống hay chết thì tùy. Nàng ta nói xong thì bỏ đi. Diệp Huyên lắc đầu, khẽ nói, đồ ngốc, tiên tổ của cô là người nhân từ sao? Hắn vừa nói vừa nhìn về bức tượng, nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt, không biết là đang nghĩ gì. Chính vào lúc đó, một tiếng nổ động trời đột nhiên vang lên từ phía chân trời. Cả táng vực rung chuyển. Bên trong điện, Diệp Huyên khẽ nói, cuối cùng cũng ra rồi sao? Hắn nói xong thì đứng dậy bỏ đi, lúc hắn ra khỏi cửa của đại điện, Tuyết Linh lung đứng ngay ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Tuyết Linh lung đã đưa hắn rời khỏi đó, lúc họ xuất hiện trở lại thì đã đến dưới tòa tháp phong ấn ác tộc. Diệp Huyên nhìn về phía tòa tháp cao, có một người đàn ông đang đứng bên dưới tháp, đấy là Cổ Sầu, lúc này hắn ta vẫn mặc một bộ đồ trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Cổ Sầu nhìn lên tòa tháp cao trên đầu. Nở nụ cười nhạt. Lúc này, tòa tháp cao từ từ rung chuyển, những luồng sức mạnh thời không thần bí không ngừng thoát ra từ trong tòa tháp. Tuyết Linh lung đứng bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, hắn ta muốn dùng sức mạnh của mình chống lại đại trận thời không. Diệp Huyên chau mày, hắn vốn dĩ tưởng đâu Cổ Sầu sẽ dùng sức mạnh của ác tộc để đối phó với những sức mạnh thời không này, nhưng hắn không ngờ Cổ Sầu lại muốn dùng sức mạnh của chính mình để chống lại đại trận thời không do 12 thánh giả mệnh chi tạo ra năm xưa. 12 thánh giả mệnh chi đấy. Trong đó bao gồm cả cao thủ siêu cấp đáng sợ là Tuyết Sơn Vương. Phải nói là sức mạnh thời không chứa trong đại trận thời không thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn có thể tiêu diệt cao thủ mệnh chi cảnh như Tuyết Linh Lung một cách nhẹ nhàng. Có thể nói cao thủ mệnh chi cảnh chẳng khác gì những con kiến khi gặp phải đại trận thời không thế này. Bất cứ ai trong 12 thánh giả năm xưa cũng đều là con của trời. Ở đằng xa, đột nhiên Cổ Sầu xòe tay ra, một sợi dây màu bạc từ trong lòng bàn tay hắn ta bay ra như một con rắn. Bù! Âm thanh bị xé toạc bỗng dưng vang lên. Sợi dây bạc xé toạc không gian, bay ngang bay dọc, cắt tới tấp trong đại trận thời không bất tận. So với vô số đại trận thời không, sợi dây bạc đó giống như một chiếc lá lẻ loi giữa những con sóng lớn, rất nhỏ bé và mỏng manh. Nhưng sợi dây bạc đó lại đang hủy dần vô số đại trận thời không. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì vẻ mặt trở nên nặng nề, không ngờ tên Cổ Sầu này thật sự dùng sức mạnh của mình để chống lại đại trận thời không do 12 thánh giả mệnh chi tạo ra. Chính vào lúc này, Cổ Sầu bỗng mỉm cười và nói, phá. Hắn ta vừa dứt lời thì sợi dây bạc trong tay hắn ta đột nhiên phóng lên trời, chui vào trong tòa tháp cao đó. Tòa tháp cao rung mạnh, sau đó thì từ từ sụp đổ. Có điều, tầng cuối cùng lại không có bất cứ phản ứng gì. Một lúc sau, trừ tầng cuối cùng ra, những tầng khác đều vỡ vụn và biến mất. Phía chân trời xuất hiện 9 người, 8 người đàn ông, một người phụ nữ, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Tay trái cầm một cục đá to bằng bàn tay. Tuyết Linh lung đứng bên cạnh Diệp Huyên, nhìn người đàn ông trung niên đó và khẽ nói, Võ Linh Mục. Phía chân trời, Võ Linh Mục nhìn xuống Cổ Sầu ở dưới với vẻ mặt bình thản. Nhưng Mục Ma ở sau lưng thì lại đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm với ánh mắt sắc như kiếm, như muốn chém nát Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn Mục Ma, không có ý khiêu khích. Bây giờ tu vi của hắn đã bị phong ấn. Hắn không muốn gây thêm rắc rối. Lúc này, Cổ Sầu đứng bên dưới bỗng từ từ nhắm mắt lại, nói, những năm tháng không thấy mặt trời đã kết thúc rồi. Hắn ta vừa dứt lời thì liền trưởng mạnh trưởng phải xuống. Quỳnh! Mặt đất phía sau hắn ta đột nhiên nứt ra, sau đó, vô số người của ác tộc ào ra.
Sau khi những người của ác tộc này ào ra, mới đầu ai cũng ngơ ngác nhưng sau đó thì lại phấn khích, cuối cùng thì chuyển sang phẫn nộ. Vô số người ác tộc điên cuồng gào thét trên mặt đất. Đối với rất nhiều người của ác tộc, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh tượng đó thì thầm thở dài, nếu như hắn bị phong ấn nhiều năm như thế thì nhất định hắn sẽ phát điên. Hắn biết tiếp sau đây người của ác tộc sẽ báo thù. Dù có chết cũng phải báo thù. Bao đời bị trấn áp, thù này không đội trời chung. Lúc này, những người của ác tộc ùn ùn ngẩng đầu nhìn về phía đám người tộc võ linh ở trên trời, ánh mắt của ai cũng tràn đầy oán hận. Nhưng vẻ mặt của bọn võ linh mục ở trên trời thì lại rất bình thản, không hề có bất cứ biến chuyển gì. Võ linh mục đột nhiên xuất hiện trước mặt Cổ Sầu, lúc này, bỗng dưng có 6 người mặc áo đen xuất hiện phía sau Cổ Sầu, 6 người đó cứ như những bóng ma, không hề có chút khí tức nào. Võ linh mục nhìn sang Cổ Sầu, mỉm cười, nói, đấu vài chiêu không? Cổ Sầu gật đầu, nói, được. Hắn ta vừa dứt lời thì thời không mà hai người họ đang đứng bỗng biến thành hư ảo, hai người lập tức xuất hiện trong thời không thần bí. Người ngoài vẫn có thể nhìn thấy hai người họ nhưng hai người họ thì đã không còn trong thời không đó nữa. Võ linh mục quan sát Cổ Sầu, mỉm cười và nói, lên đi. Hắn ta vừa mới dứt lời thì đột nhiên tiến về trước một bước, sau đó đấm ra một đấm. Chỉ một đấm đơn giản. Không có bất cứ sự dịch chuyển sức mạnh nào, cứ như người bình thường xuất quyền. Quyền đó thật sự đơn giản đến cực điểm. Nhưng không gian trước mặt Cổ Sầu lại đang phân giải từng chút một. Phân giải thời không. Quyền đó không phải không có sức mạnh dịch chuyển mà là sức mạnh quá lớn, lớn đến mức có thể phân giải được thời không. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì vẻ mặt liền trở nên nặng trĩu, hắn phát hiện. Cao thủ mệnh chi cảnh thời nay và cao thủ mệnh chi cảnh ngày xưa thật sự cách biệt quá lớn. Cổ Sầu sẽ làm sao để chống đỡ quyền đó đây? Phía đằng xa, Cổ Sầu khẽ mỉm cười, hắn ta không dùng đến sợi dây bạc đó nữa mà dùng nắm đấm. Cũng vẫn là một quyền. Quyền vừa được xuất ra thì cảnh tượng kỳ lạ liền xuất hiện, thời không xung quanh hắn ta vốn đang phân giải bỗng ngưng tụ lại, sau đó dần trở lại trạng thái ban đầu. Cuối cùng thì mặt của 80 thánh giả ở trên trời cũng đã biến sắc khi nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt của cả 8 người đều trở nên nặng trĩu. Võ linh mục khẽ cười, nói, không hổ là thiên tài khét tiếng nhất từ trước đến nay của ác tộc, e rằng tiên tổ năm xưa của ác tộc cũng kém xa ngươi. Cổ Sầu mỉm cười, nói, trong quyền có chân lý thời không, có thể dung hợp được quyền đạo và đạo của thời không đến mức độ này thì thật sự rất giỏi. Võ linh mục cười ha ha. Nói, lại lần nữa. Hắn ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên bước về trước một bước rồi lại xuất quyền. Quyền vừa được xuất ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều tái mặt. Lúc võ linh mục xuất quyền, một khí tức mang tính hủy diệt cực kỳ đáng sợ đột nhiên tràn ra, khí tức mạnh mẽ làm vô số thời không nát vụn, toàn bộ trời đất bắt đầu bị hủy diệt từ giây phút đó. Tất cả mọi người điên cuồng bỏ chạy. Tuyết Linh Lung dắt theo Diệp Huyên lùi về sau mấy chục vạn trượng. Lúc Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung dừng lại thì vẻ mặt Diệp Huyên đã trở nên cực kỳ nặng nề, lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, Võ Linh Mục và Cổ Sầu ở cách bọn họ cực kỳ xa, vốn dĩ không thuộc cùng một thời không, vậy mà tên Võ Linh Mục đó vừa mới xuất quyền thì chỉ với khí tức không thôi đã có thể hủy diệt thời không thực tại của bọn họ. Chỉ khí tức không thôi đấy. Hơn nữa, chỉ là khí tức thoát ra từ thời không ở cách xa như thế. Có thể nói khí tức đó chưa bằng 1% uy lực đường quyền đó của võ linh mục. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy kiếm Thanh Huyên trong tay, thầm nghĩ, Thanh Nhi hộ thể, ông đây vô địch. Bọn họ liều mạng còn ta cũng liều bằng muội muội, dù gì thì cũng như nhau. Sau khi võ linh mục tung ra cú đấm kia, sắc mặt những cao thủ ác tộc ở đây cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ chưa bao giờ đánh giá thấp 12 thánh giả mệnh chi loài người này. Năm đó ác tộc khủng bố cỡ nào. Nhưng mà họ vẫn bị 12 thánh giả mệnh chi này lật đổ, phải biết, năm đó ác tộc còn kêu gọi tiên tổ, nhưng ác tộc vẫn bị đánh bại, không thể không dựa vào các đời tiên tổ che chở tiến vào lòng đất. Có thể tưởng tượng được, năm đó 12 người này nghịch thiên cỡ nào. Mà bây giờ,
Vô số vạn năm trôi qua, chắc chắn thực lực của 12 thánh giả mệnh chi này sẽ không dậm chân tại chỗ. Ác tộc muốn có được tự do thật sự thì nhất định phải giết chết 12 thánh giả mệnh chi này. Vùng tinh không không biết tên kia đã trở nên đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người của ác tộc nhìn chằm chằm thời không hắc ám, trong mắt bọn họ tràn đầy căng thẳng. Nếu cổ sầu thua, vậy ác tộc sẽ thật sự biến mất khỏi cõi đời này. Đúng lúc này, vùng thời không hắc ám kia đột nhiên khôi phục dáng vẻ ban đầu, sau đó, cổ sầu và võ linh mục xuất hiện trong mắt mọi người. Hai người đều còn sống. Nhưng mà, trước ngực võ linh mục có một quyền ấn rất sâu. Nhìn thấy cảnh này, vô số người của ác tộc đồng loạt giống lên, trong âm thanh ngập tràn hưng phấn. Thắng rồi. Cổ sầu thắng rồi. Mà chân trời, sắc mặt tám tên thập tuyệt thánh giả đều trầm xuống. Võ linh mục cứ thua như vậy sao? Nơi xa, cổ sầu nhìn võ linh mục, còn thiếu chút nữa. Võ linh mục thoáng nhìn sợi chỉ bạc quấn trên cánh tay cổ sầu, cười nói ta không đáng để ngươi dùng sợi chỉ bạc sao? Cổ sầu lắc đầu, ngươi là dùng võ nhập đạo, cho nên, ta muốn dùng võ đạo đánh bại ngươi. Võ linh mục cười ha ha, hay cho câu dùng võ đạo đánh bại ta. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay trán có một viên đá. Võ linh mục nhìn cổ sầu, một lần cuối cùng. Cổ sầu liếc nhìn viên đá trong tay võ linh mục, đây chính là đá võ của ngươi sao? Trong mắt võ linh mục lóe vẻ kinh ngạc, ngươi cũng biết. Cổ sầu cười nói, năm đó một vị tiên tổ của ác tộc ta thua bởi đá võ này của ngươi. Võ linh mục cười nói, vô số năm qua, ta có thêm một vài tâm đắc khác, muốn xin ngươi chỉ giáo một chút. Vừa dứt lời, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, đá võ kia đột nhiên hóa thành một vệt sáng chui vào giữa lông mày võ linh mục. Quỳnh! Cơ thể võ linh mục run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, hơi thở của ông ta đột nhiên điên cuồng tăng vọt, hơi thở này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, vùng thời không không biết tên này trực tiếp sôi lên sùng sục, bên ngoài thời không cũng dần dần trở nên mờ ảo. Cho dù là thời không bên trong hay thời không bên ngoài thì đều không chịu nổi hơi thở mạnh mẽ do võ linh mục tỏa ra. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt đám thánh giả mệnh chi mục ma kia đều là khó mà tin nổi. Thần giả mệnh chi. Mục ma nhìn chằm chằm võ linh mục, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên nhìn về phía ông ta, mục ma, thần giả mệnh chi là cái gì? Khi mục ma nói chuyện không hề che giấu giọng nói, bởi vậy, mọi người nơi này đều nghe thấy. Mục ma bất chợt nhìn về phía Diệp Huyên, nổi giận, ngươi hỏi cái lông. Lão phu quen thân với ngươi lắm hả? Sao, thân lắm hả? Diệp Huyên ngây ra, sau đó nhếch miệng, không phải chỉ cướp mấy chục thánh mạch của ngươi thôi sao, ngươi cần phải như thế à? Thật hẹp hòi. Nghe vậy, mục ma lập tức nổi giận, Diệp Huyên, ngươi còn mặt mũi nói vậy. Ngươi đường đường là kiếm tu, vậy mà nói không giữ lời, ngươi còn là con người sao? Diệp Huyên thản nhiên nói, không phải ta thề rồi à? Nếu như vi phạm lời thề, về sau ta sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Mục ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta nói cho ngươi biết, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể coi thường lời thề. Một lời thề đại diện cho một phần nhân quả, không phải không cần chịu báo ứng. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ, lão già, rõ ràng là ngươi muốn cướp kiếm của ta trước, vì sao bây giờ ngươi lại nói cứ như tất cả lỗi lầm là của ta vậy? Tất cả những gì ta làm chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi. Mục ma lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nhún vai, cũng không tiếp tục cãi nhau với lão già này nữa. Bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nơi xa, hơi thở quanh người võ linh mục kia càng ngày càng mạnh. Cổ sầu khẽ nói, mệnh chi cảnh, lấy võ nhập thần. Võ linh mục cười nói, nào, đến tiếp một đấm của ta. Nói xong, ông ta bước lên trước một bước, sau đó tung ra một đấm, cú đấm này vừa tung ra, toàn bộ thời không đột nhiên sôi trào mãnh liệt, tất cả những gì trong tầm mắt đều bị chôn vùi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cú đấm này đã vượt qua nhận biết của tất cả mọi người. Nhìn thấy cú đấm kinh khủng của võ linh mục, sắc mặt các cao thủ ác tộc lại lần nữa trở nên nặng nề.
Đám người võ linh mục đã từng được xưng là thánh giả mệnh chi, mà bây giờ võ linh mục lại từ thánh nhập thần. Điều này hoàn toàn khác biệt. Người của ác tộc đều nhìn về phía cổ sầu, tộc trưởng có thể chống đỡ được võ linh mục này không? Lúc này Diệp Huyên cũng hơi tò mò. Mạnh mẽ của võ linh mục này đã vượt qua nhận biết của hắn, cho dù ra mặt hắn có dày cũng không thể không thừa nhận, cái gọi là đệ nhất dưới tam kiếm là Diệp Huyên hắn khoác lác. Nơi xa, cổ sầu đột nhiên bật cười. Trong tầm mắt mọi người, ông ta bước lên trước một bước, sau đó điểm ngón tay ra. Ngón tay vừa điểm, vùng thời không đang sôi trào đột nhiên chập trùng, sau đó khôi phục lại yên bình. Trực tiếp khôi phục lại yên bình. Mọi người sửng sốt. Mà lúc này, cổ sầu lại điểm ngón tay ra. Đồng tử võ linh mục đột nhiên co rụt lại, hai cánh tay ông ta bỗng nhiên giơ ra chặn ngang. Quỳnh, trong ánh mắt mọi người, võ linh mục bay ngược ra ngoài, lần bay này trực tiếp bay vào một vực sâu thời không không biết tên. Không chỉ như vậy, cơ thể võ linh mục cũng biến mất toàn bộ. Tất cả mọi người sửng sốt. Võ linh mục đã là mệnh chi nhập thần này lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đám người mục ma kia cũng choáng váng. Dưới sự giúp sức của đá võ linh mục này đạt đến mệnh chi nhập thần. Nhưng ông ta lại bị cổ sầu dùng hai chiêu đánh bại. Thế này là thế nào? Lúc này, những cao thủ ác tộc điên cuồng hoan hô. Thắng rồi. Lần này là thắng thật rồi. Tộc trưởng vô địch. Tộc trưởng vạn tuế. Tiếng hô của vô số người ác tộc nơi này phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, chấn động thiên địa. Trong vực sâu thời không, võ linh mục đột nhiên bật cười. Tất cả mọi người đều đang nhìn võ linh mục. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, võ linh mục khẽ cười nói, mệnh chi nhập thần. Ngươi mới thật sự là mệnh chi nhập thần. Mệnh chi nhập thần. Sắc mặt đám người mục ma khó coi đến cực điểm, thật ra, khi võ linh mục bị đánh bại, bọn họ đã đoán được rồi. Võ linh mục là mượn nhờ đá võ đạt đến mệnh chi nhập thần, mà cổ sầu có thể đánh bại ông ta, rất đơn giản, cổ sầu chính là mệnh chi nhập thần chân chính. Một người là mượn nhờ vật bên ngoài đạt đến mệnh chi nhập thần, một người là mệnh chi nhập thần chân chính. Nơi xa, cổ sầu mỉm cười, ngươi còn kém một chút. Võ linh mục nhìn cổ sầu, tha thua rồi. Nhận thua. Cổ sầu khẽ vung tay phải lên, hắn ta rời khỏi khoảng thời không này, sau khi trở về thời không hiện thực, hắn ta nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, mỉm cười, Diệp công tử, bọn họ ra tay với ngươi rồi hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cổ sầu cười nói, cần ta trợ giúp không? Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần. Thật ra, bây giờ hắn có thể loại bỏ phong ấn kia. Có kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp, ai cũng đừng mong gây chuyện trong người hắn. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa muốn mở phong ấn. Cổ sâu mỉm cười, được. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía tầng tháp cuối cùng nơi chân trời, cười nói, Tuyết Sơn Vương, sao không ra đánh một trận? Tuyết Sơn Vương. Tất cả mọi người nơi đây thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía tầng tháp cuối cùng, Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương vô địch năm đó. Đồng thời cũng là người suýt nữa hủy diệt ác tộc. Vô số vạn năm trôi qua, bây giờ người đã từng được ví như thần này mạnh đến mức nào? Diệp Huyên cũng nhìn về phía tầng cuối cùng, trong mắt ngập tràn tò mò. Tất cả mọi người đều đang nhìn tầng tháp cuối cùng kia. Nhưng, tầng tháp kia lại không có chút phản ứng nào. Cổ sầu bên dưới mỉm cười, đang định nói tiếp, đúng lúc này, cô gái duy nhất trong 10 thánh giả kia bỗng nhiên bước ra. Cô gái mặc một chiếc trường bào màu đen đơn giản, vô cùng gọn gàng giản dị. Vẻ ngoài nàng ta không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không khó coi, thuộc kiểu hình càng nhìn càng thấy đẹp. Đặc biệt là tóc của nàng ta, rất dài, dài đến tận mông. Nhìn thấy cô gái này đi ra, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người nàng ta. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung ở bên cạnh, nàng ta là ai? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Phàm Giản. Nàng ta là người thứ tư đạt đến mệnh chi. Phàm Giản. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô gái chậm rãi đi đến trước mặt cổ sầu, nàng ta không có bất kỳ lời thừa thãi nào, hơi nâng tay phải lên, trong chốc lát, không gian xung quanh cổ sầu bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, một luồng hơi thở cực kỳ khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy cổ sầu. Trong khoảnh khắc luồng hơi thở này xuất hiện,
sắc mặt tất cả mọi người nơi này thay đổi. Thần giả mệnh chi? Vậy mà phàm giản này cũng là thần giả mệnh chi? Chân trời, ánh mắt đám người võ linh mục cũng chứa đầy kinh ngạc. Vậy mà phàm giản này đã đạt đến thần giả mệnh chi chân chính? Võ linh mục đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vẻ đắng chát. Vốn dĩ, ông ta cho rằng mình là người thứ hai chỉ dưới Tuyết Sơn Vương, nhưng bây giờ xem ra, ông ta sai rồi. Ngoài khổ tu kinh tài tuyệt diễm năm đó ra thì thực lực của phàm giản này cũng đã ở trên ông ta rồi. Thâm tàng bất lộ. Nơi xa, khi cổ sầu thấy phàm giản đã đạt đến thần giả mệnh chi, trong mắt hắn ta toát vẻ hưng phấn, thú vị. Vừa dứt lời, hắn ta bước lên trước một bước, chân vừa hạ xuống, thời không vốn đang vặn vẹo quanh người dần dần khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, hắn ta phất tay áo lên, thời không trước mặt lập tức dâng trào hệt như thủy triều. Mà lúc này, phàm gian đột nhiên giơ ngang tay chặn lại. Quỳnh! Sức mạnh thời không to lớn kia bị cánh tay nàng ta ngăn lại. Cổ sầu nheo mắt, hắn ta lại tiến lên một bước, lại tung ra một cú đấm. Ầm ầm! Phàm giản trực tiếp bị đánh vào vực sâu thời không, nhưng ngay sau đó, nàng ta mở lòng bàn tay ra, bên trong xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên bổ một kiếm về phía trước. Quỳnh! Vậy mà vực sâu thời không thần bí này lại bị một kiếm của nàng ta bổ vỡ, cùng lúc đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã xuất hiện trước mặt cổ sầu, ngay sau đó, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, cổ sầu đã bị chém vào trong vực sâu thời không. Tất cả mọi người ngơ ngác. Kiếm tu. Vậy mà cô gái này lại là một kiếm tu. Mọi người đều biết, sức chiến đấu của kiếm tu mạnh hơn cao thủ cùng cấp bậc cảnh giới rất nhiều. Lúc này, kiếm trong tay phàm giản run rẩy kịch liệt, tiếng kiếm reo vang phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, trong lúc nhất thời, vậy mà toàn bộ táng vực rung động dữ dội, sau đó phát ra những tiếng kiếm reo liên tiếp. Thần phục. Đây là đang thần phục. Bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt Tuyết Linh Lung vô cùng nghiêm túc, kiếm nhiếp thiên. Nghe đồn là, đệ nhất kiếm hiện nay, vạn kiếm thần phục, nếu như không phục, kiếm hủy người diệt. Đúng lúc này, kiếm nhiếp thiên đột nhiên bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ, mục tiêu của kiếm ý này không phải cổ sầu nơi xa, mà là Diệp Huyên bên dưới, nói chính xác thì là kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ. Ta có thể tạo nét chút không? Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe tiểu hồn nói thì liền tối sầm mặt. Thế này là sao? Nhất định là tiểu hồn đã bị tiểu tháp dậy hư rồi, không ngờ động một chút là muốn ra vẻ ta đây. Diệp Huyên không cản tiểu hồn, hắn xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên đột ngột bay ra. Đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản tiểu hồn, vì kiếm Thanh Huyên là do Thanh Nhi tạo ra, đừng nói gì đến nhiếp thiên. Dù cho kiếm linh của cha hắn đến thì nàng ấy cũng không thua. Lần này nhất định phải tạo nét ra trò. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kiếm Thanh Huyên bay vút lên trời, chém thẳng lên thanh kiếm nhiếp thiên đó. Trên trời, phàm giản cũng không ngăn kiếm phàm giản, nàng ta biết ngạo khí của thanh kiếm trong tay mình, nếu gặp kiếm giả không chịu khuất phục thì nhất định kiếm nhiếp thiên sẽ phải tiêu diệt kẻ đó. Mà nàng ta cũng không ra tay. Đấy là cuộc chiến giữa hai thanh kiếm với nhau. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, hai thanh kiếm đâm vào nhau theo cách rất tàn bạo. Mũi kiếm va vào nhau. Đối đầu trực diện. Một vùng kiếm quang đột ngột phủ khắp bầu trời, cả bầu trời liền bị vùng kiếm quang đó xé nát. Tiếp ngay đó, thanh kiếm nhiếp thiên đã vỡ vụn dần từng tấc trước sự chú ý của tất cả mọi người. Còn kiếm Thanh Huyên thì lại chẳng hề hấn gì. Đến một chút dấu tích cũng không có. Ai nấy cũng ngây ra. Đệ nhất kiếm của táng vực lại bị đánh vỡ như thế sao? Lúc này, kiếm Thanh Huyên bỗng dưng rung mạnh, tiếng kiếm ù lên như tiếng sấm nổ lan rộng ra, chỉ trong chớp mắt, tất cả kiếm có trong táng vực đều bắt đầu rung lên, không phải là thần phục mà là khiếp sợ, một sự khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn kiếm Thanh Huyên. Phàm giản nhìn kiếm Thanh Huyên chằm chằm, nàng ta không nói gì mà xòe bàn tay ra, tất cả những mảnh vỡ của kiếm nhiếp thiên liền bay hết về trong tay của nàng ta, những mảnh vỡ đó cũng đang run lên. Phàm giản im lặng. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy kiếm nhiếp thiên khiếp sợ đến vậy, hơn nữa,
còn là khiếp sợ một thanh kiếm. Phàm Giản lại nhìn sang kiếm Thanh Huyên, ánh mắt thêm vẻ tò mò. Ánh mắt của Võ Linh Mục cũng vậy, tràn đầy sự tò mò. Ông ta cũng biết sức mạnh của kiếm Nhiếp Thiên nhưng không ngờ, thanh kiếm trước mặt lại có thể chém nát kiếm Nhiếp Thiên, thật sự vô cùng đáng sợ. Còn Mục Ma thì lại nhìn sang Diệp Huyên với vẻ mặt bình thản và ánh mắt đầy sát ý. Lúc này, Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên quay về lại trong tay hắn, hắn nhìn sang Phàm Giản và mỉm cười. Phàm Giản nhìn Diệp Huyên, nói, người tạo ra thanh kiếm này là ai? Diệp Huyên mỉm cười, nói, em gái ta. Phàm Giản khẽ gật đầu, nói, lệnh muội rất giỏi. Diệp Huyên cười to ha ha, nói, cũng tạm, mạnh hơn ta một chút. Lúc này, Mục Ma ở phía xa đột nhiên cười lạnh lùng, nói, Diệp Huyên, nếu không phải nhờ em gái ngươi tạo ra thanh kiếm đó cho ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Bởi vậy, nếu không có em gái ngươi thì ngươi chẳng là gì, hiểu không? Diệp Huyên mỉm cười, nói thật không dám giấu, nếu không có muội muội, thì thật ra ta còn có một người cha, mặc dù không đáng tin cậy lắm nhưng thật ra ông ấy cũng đã giúp ta rất nhiều. Mục Ma nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, nếu không có muội muội và cha ngươi thì ngươi là cái thá gì? Ngươi! Diệp Huyên lại nói, thật ra, ta còn có một người anh trai. Mọi người! Im mồm! Mục Ma bỗng dưng nổi giận, nói, Diệp Huyên, ngươi không biết xấu hổ sao? Thứ gì cũng dựa dẫm vào người khác, ngươi không cảm thấy đấy là một sự sỉ nhục sao? Diệp Huyên thở dài, nói thật với ông, thật ra ta cũng khá khổ tâm, khi ta vừa mới sinh ra thì cha ta, muội muội ta và cả đại ca ta đều là những nhân vật vô địch. Trước giờ ta vẫn luôn rất muốn phấn đấu, rất muốn dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng chỗ đứng cho riêng mình nhưng thực lực lại không cho phép. Dù kẻ địch có mạnh đến thế nào thì cũng bị kiếm của muội ta giải quyết ngay. Ông biết ta khổ tâm đến mức nào không? Mọi người! Vẻ mặt của Mục Ma vô cùng khó coi, ngươi! Diệp Huyên lại nói, giống như Mục Ma tiền bối đây, ông thấy đó, chắc ông cũng đã tu luyện ít nhất mấy trăm vạn năm nhỉ? Ông tu luyện mấy trăm vạn năm mới có được thành tựu hôm nay, nhưng ta chưa cần đến 100 năm thì đã có thể đấu tay đôi với ông. Giống như ông vừa nói lúc nãy, nếu như ta không có thanh kiếm trong tay thì nhất định ta sẽ không phải là đối thủ của ông, nhưng vấn đề là ta có kiếm. Hắn vừa nói vừa xòe tay, nói với vẻ bất đắc dĩ, thứ mà ông cần phấn đấu thì ta đã có ngay từ khi sinh ra, khoảng cách giữa con người với nhau thật sự quá xa, ta cũng thấy bất công thay cho ông. À. Mục Ma đột nhiên giận dữ chỉ về phía Diệp Huyên, ngón tay run run, nói, thằng nhãi, ngươi là đời sau của cao thủ thì tưởng mình giỏi hơn người khác à? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, các ông nỗ lực tu luyện, cố gắng lăn lộn, ta thì cố gắng dựa vào em, vào cha mình, xét ở một mức độ nào đó thì chúng ta cũng đều đang nỗ lực, chỉ là cách nỗ lực không giống nhau mà thôi, thế giới có bao nhiêu con đường phấn đấu, sao lại không thể có đường dựa vào em gái, dựa vào cha chứ? Mọi người có mặt ở đó nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Mẹ nó chứ. Lần đầu tiên thấy có kẻ làm đời sau mà lại nói ngông như thế, đờ mờ, vậy thì mặt phải dày cỡ nào. Phàm Giản liếc nhìn Diệp Huyên, lần đầu tiên đôi mắt bình thản đó thoáng vẻ không thể nào tin nổi. Võ Linh Mục thì lắc đầu, người này đúng thật là cực phẩm. Còn Mục Ma thì lại suýt tức chết. Ông ta rất muốn ra tay nhưng Tuyết Sơn Vương đã từng ra lệnh cho ông ta không được ra tay với Diệp Huyên. Ông ta không thể không tôn trọng mệnh lệnh của Tuyết Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, các vị, ta cũng không che giấu làm gì nữa, thật ra, đúng là có người đứng đằng sau ta, còn về thực lực của người đó thì chắc mọi người nhìn thanh kiếm trong tay ta là đã biết rồi. Ta nói những điều này không có ý gì khác, nếu như các vị muốn nhằm vào ta thì cũng không sao cả. Dù sao thì ta cũng sẽ liều mạng trước, nếu đánh không lại thì ta sẽ gọi người đến, dù gì thì bài của ta là vậy, ta tổng kết sơ lại. Hắn nói đến đó thì nhìn quanh mọi người tại đó rồi nói, ta không biết xấu hổ, các vị cứ tự nhiên. Mọi người. Phàm Giản lại không kiềm được, liếc nhìn Diệp Huyên, nàng ta do dự một lát rồi nói, làm người vẫn nên dựa vào bản thân mình. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Phàm Giản cô nương. Hỏi cô chuyện này nhé, các cô đã tu luyện bao lâu rồi? Phàm Giản nhìn Diệp Huyên, nói, 1100 vạn năm. Diệp Huyên gật đầu,
nói ta chỉ mới tu luyện chưa tới 100 vạn năm. Xin hỏi ta phải làm sao mới có thể dùng thời gian 100 vạn năm để đuổi kịp các cô đây? Phàm Giản im lặng. Lúc này Diệp Huyên nhìn sang Mục Ma đang liên tục nhìn mình chằm chằm và nói, ông già, ông đừng nhìn tôi như vậy nữa, ta hỏi ông, ở tuổi của ta, ông có ưu tú được như ta không? Mục Ma nói với vẻ chế giễu, ta đâu có nhiều chỗ dựa được như ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy thế này được không? Bây giờ ông tự hạ cảnh giới của mình xuống, trở thành thần thể cảnh, không được dùng thời không tầng 12, ta không dùng đến thanh kiếm trong tay mình, cũng không dùng bất cứ vật ngoài thân nào, chúng ta đấu một trận công bằng, được không? Đánh một trận công bằng. Mục Ma nheo hai mắt, nói thật không? Diệp Huyên gật đầu, nói thật. Mục Ma đang định nói thì lúc này, Võ Linh Mục đột nhiên lên tiếng, Mục Ma, người thấy tên này thế nào? Mục Ma nhìn sang Võ Linh Mục, nói ý gì đây? Võ Linh Mục thở dài, nói trông tên nhóc này có vẻ lông bông nhưng thực tế lại là một tên mưu mô, hắn dám nói như thế với ngươi chứng tỏ nhất định hắn nắm chắc phần thắng. Nếu như hắn không chắc chắn thì hắn nhất định sẽ không ngang nhiên khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi giao đấu với hắn, nếu thắng thì người đời sẽ nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng nếu ngươi thua, dù cho ngươi không chết thì ngươi có chịu mất mặt nổi không? Hơn nữa, chuyện này sẽ khiến ngươi nảy sinh tâm ma, cực kỳ bất lợi cho việc tu luyện sau này của ngươi. Nhưng nếu như hắn thua ngươi, với độ lì lợm của hắn, hắn sẽ không có bất cứ tâm ma gì, một người không biết xấu hổ thì chắc chắn sẽ không so đo chuyện thắng thua, nhưng ngươi thì không làm được điều đó. Sát ý thoáng qua trong mắt Mục Ma, ông ta đang định nói thì Võ Linh Mục lại nói, ngươi không giết được hắn. Mục Ma lạnh lùng nói, tại sao? Võ Linh Mục mỉm cười, nói, nhìn thấy thanh kiếm đó không? Giống như những gì hắn nói, sau lưng hắn có người, hơn nữa, mỗi khi ta có ý muốn giết hắn thì trong lòng ta liền có cảm giác bất an. Bất an. Mục Ma nghe đến đó thì vẻ mặt hơi khó coi. Thực lực của Võ Linh Mục mạnh hơn ông ta nhiều mà Võ Linh Mục lại có cảm giác đó, chứng tỏ đúng thật là có người đứng sau tên nhóc này. Lúc này, Võ Linh Mục lại nói, Tuyết Sơn Vương bảo ngươi đừng gây rắc rối cho hắn nữa, ngươi biết tính khí của ông ta rồi đấy, người bình thường thì ông ta vốn chẳng thèm để ý đến, nhưng ông ta lại đặc biệt căn dặn ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này đơn giản sao? Mục Ma hạ giọng, nói, lẽ nào ngươi không thấy tên này muốn ăn đòn sao? Võ Linh Mục mỉm cười, nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là giải quyết ác tộc. Ác tộc. Mục Ma nghe vậy thì vẻ mặt dần bình thường trở lại. Lúc này, Diệp Huyên ở bên dưới đột nhiên mỉm cười, nói, Mục Ma, đánh không hả? Mục Ma liếc nhìn Diệp Huyên, nói, tạm thời tha mạng cho ngươi đó. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không đánh thì thôi vậy. Hắn nói xong thì liếc nhìn Võ Linh Mục, sau đó thì lùi sang một bên. Lúc này, mọi người lại chuyển sự chú ý về cổ sầu phía đằng xa. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật ngớ ngẩn bởi cổ sầu và ác tộc mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Suýt chút nữa là bị tên Diệp Huyên này dắt mũi rồi. Ở phía xa, lúc này cổ sầu đã rời khỏi vực sâu thời không đó, hắn ta nhìn sang Phàm Giản, mỉm cười và nói, không ngờ cô lại ẩn mình kỹ đến vậy, không ngờ lại là một kiếm tu. Năm xưa Phàm Giản cũng từng ra mặt cho ác tộc nhưng lúc đó Phàm Giản không hề để lộ thân phận kiếm tu của mình. Phàm Giản nhìn sang cổ sầu, nói, ông mạnh hơn nhiều so với cao thủ ác tộc năm xưa đấy. Nàng ta vừa nói vừa chậm chậm bước về phía cổ sầu, nói, ta có thể hiểu được việc ông muốn thay đổi vận mệnh của ác tộc nhưng ta có thể nói cho ông biết, ông không thể làm được điều đó. Nàng ta vừa dứt lời thì liền xòe bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Cổ sầu đứng bên dưới cười ta ha ha, nói, Phàm Giản cô nương, ta nói cho cô biết. Hôm nay cổ sầu ta muốn thay đổi vận mệnh của ác tộc đấy, không chỉ phải thay đổi vận mệnh của ác tộc mà còn phải khiến cho các ngươi nợ máu đền bằng máu. Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất khỏi đó, chớp mắt, thời không tại đó liền trở nên mơ hồ sau đó thì bị hủy diệt. Vô số thời không đã không chịu nổi sức mạnh của cổ sầu nữa, dù là thời không tầng 12 thì cũng biến mất dần vào lúc này. Phàm Giản nheo hai mắt, nàng ta bước về trước một bước. Kẹp hai ngón tay chỉ về trước, sau đó, vô số kiếm khí xuất hiện sau lưng nàng ta. Tiếp sau đó, những kiếm khí này liền đua nhau chém ra,
chớp mắt tiếng vô số thời không bị xé rách liền vang lên. Trời đất rung chuyển. Kiếm khí khắp trời tựa như vô biên vô tận bắn về phía cổ sầu. Hùng tráng. Kiếm khí như mưa, từng luồng từng đường, vô cùng tận. Quan trọng nhất là, những kiếm khí này rất mạnh, mỗi một luồng kiếm khí đều có thể dễ dàng xé rách mọi thời không. Trong sân, sắc mặt toàn bộ mọi người đều trở nên nặng nề. Thần giả mệnh chi. Hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Cổ sầu có thể chống đỡ được không? Trong tầm mắt của mọi người, cổ sầu đã đánh quyền. Quyền của hắn ta rất rất chậm, chậm đến mức không bình thường, giống như một người già đến mức gần như bị liệt đánh quyền, giống như không còn động đậy được. Mà một quyền như vậy, khiến cả đất trời cũng chậm lại. Ngay lúc này, toàn bộ kiếm khí đột nhiên đều biến mất không dấu vết, mà không hề có điểm báo, phàm giản kia rơi thẳng xuống vực sâu thời không thần bí, khi nàng ta rơi vào vực sâu thời không thần bí, thân xác nàng ta đã biến mất không đấu, chỉ còn lại linh hồn. Tất cả mọi người đều ngây người. Đây là chuyện gì chứ? Trên bầu trời, võ linh mục nhìn cổ sầu chằm chằm, ánh mắt vô cùng khó tin, không thể nào. Mấy người mục ma bên cạnh ông ta như phát hiện ra gì đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Ở bên dưới, Diệp Huyên liếc nhìn cổ sầu, trong lòng thở dài. Hắn đoán được gì rồi? Thời gian. Một quyền vừa nãy của cổ sầu. Không phải vận dụng thời không, mà là thời gian. Như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trong lòng cũng có thắc mắc, kiếm Thanh Huyên có thể bất chấp cả quy tắc kinh khủng như thời gian không? Ở phía xa, phàm giản kia khẽ vung tay, thoáng chốc, một luồng kiếm quang lóe sáng, vực sâu thời không thần bí kia lập tức vỡ nát, sau đó nàng ta bước ra, nhìn cổ sầu, lĩnh vực thời gian. Cổ sầu gật đầu. Phàm giản nhìn cổ sầu một lúc. Sau đó khẽ gật đầu, ta thua rồi. Thua rồi. Ở bên dưới, dây đàn trói chặt vô số người ác tộc lại thả lỏng ra. Đương nhiên bọn họ lo lắng, phàm giản này chính là thần giả mệnh chi, quan trọng nhất là, nàng ta còn là một kiếm tu. Mà bây giờ, tảng đá trong lòng bọn họ cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng hỏi, cổ sầu huynh, lĩnh vực thời gian là gì? Cổ sầu huynh, nghe thấy lời Diệp Huyên, những người trong sân đều nhìn Diệp Huyên, nhất là những người ác tộc kia. Cổ sầu huynh, xưng hệ như vậy có phần không đúng lắm. Cổ sầu cũng chợt ngây người, lúc này, mục ma lại cười lạnh châm chọc, Diệp Huyên, ngươi đúng là không có mặt mũi, bản thân ngươi là thực lực gì, trong lòng ngươi không tự biết sao. Ngươi lại còn có mặt mũi đi người ta là huynh, ngươi. Lúc này... Cổ sầu đột nhiên nhìn mục ma, chuyện giữa Diệp huynh và ta, liên quan đến ngươi sao? Vẻ mặt mục ma cứng đờ. Cổ sầu nhìn mục ma, nếu ngươi không phục, vậy đánh hai chiêu. Nghe vậy, sắc mặt mục ma lập tức biến thành màu gan heo. Mẹ nó! Đánh hai chiêu! Ngay cả phàm giản kinh khủng như vậy mà còn thua cổ sầu, hắn ta sao có thể đánh được? Cổ sầu không quan tâm đến mục ma nữa. Mà nhìn sang Diệp Huyên, cười nói, cái gọi là lĩnh vực thời gian, nói đơn giản hơn chính là, ta có thể nghịch chuyển được thời gian, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ nhanh hơn đối thủ một bước. Vừa nãy ta và phàm giản cô nương giao đấu, ta đã nghịch chuyển thời gian của nàng ta, sau đó nhanh hơn nàng ta một bước, cũng chính là ngay lúc nàng ta xuất kiếm, thì ta ra tay trước. Đương nhiên, nghịch chuyển thời gian đơn giản, thì có rất nhiều cao thủ có thể làm được, nhưng nếu không thể trở thành lĩnh vực thời gian. Thì nghịch chuyển thời gian đó, với thực lực của phàm cô nương, chớp mắt có thể phá giải rồi. Lĩnh vực thời gian. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp, muốn làm được lĩnh vực thời gian, có khó không? Cổ sầu cười khổ, không phải khó một cách bình thường, nếu ngươi có thể ngưng tụ thành lĩnh vực thời gian, thì có thể trực tiếp giết được bất kỳ cao thủ nào dưới lĩnh vực thời gian. Bất kỳ cao thủ nào. Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi. Hắn vội nói, cổ sầu huynh, có thể thử với ta không? Cổ sầu khẽ ngây người, sau đó nói, thử thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta ra kiếm với ngươi, ngươi dùng lĩnh vực thời gian. Cổ sầu do dự chốc lát rồi gật đầu, được. Diệp Huyên đang định ra kiếm thì lúc này, mục ma kia đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi tìm cảm giác tồn tại sao? Bản thân ngươi thì có thực lực gì chứ,
trong lòng chẳng lẽ không tự biết sao? Ngươi! Lúc này, cổ sầu kia đột nhiên nhìn Mục Ma, ngươi bị bại não sao? Mục Ma! Cổ sầu nhíu mày, chuyện giữa ta và Diệp Huyên, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có thực lực gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự biết sao? Mục Ma nhìn cổ sầu chằm chằm, cổ sầu khẽ cười, nếu không phục, thì đánh một trận. Vẻ mặt Mục Ma, quả thực khó coi hơn hẳn. Mẹ nó! Cổ sầu này điên rồi sao? Lại giúp Diệp Huyên như vậy? Thật ra, không chỉ mấy người Mục Ma, mà người ác tộc cũng có phần không hiểu, tại sao tộc trưởng lại tôn kính với một người trông yếu đuối như vậy, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ nữa. Cổ sầu ở bên dưới lạnh lùng nhìn Mục Ma, nếu còn nói thêm nửa câu, ta sẽ khiến người biến thành cho bụi ngay lập tức. Mục Ma không nói gì thêm, ông ta không dám khiêu khích. Ông ta dám nhắm vào Diệp Huyên, nhưng đối với cổ sầu này thì ông ta vẫn không dám khiêu khích gì cả, Tuyết Sơn Vương bây giờ vẫn chưa ra, nếu cổ sầu này giết ông ta, thì dù Phàm Giản và Võ Linh Mục liên thủ cũng chưa chắn ngăn cản được. Võ Linh Mục liếc nhìn Mục Ma, đừng có nhắm vào tên kia nữa. Người sau lưng hắn có thể đánh chết ngươi hay không, ta không biết, nhưng ta biết, có lẽ hắn có thể khiến ngươi tức chết. Mục Ma. Cổ sầu ở bên dưới rời tầm mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huynh muốn thử, vậy thì cứ thử, người xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, trong tầm mắt của mọi người, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sau đó, một thanh kiếm đã xuất hiện ở giữa trán cổ sầu, mà lúc này, cổ sầu đã ra quyền rồi. Giống như lúc nãy, vẫn là một quyền rất chậm. Thế nhưng lúc này, kiếm của Diệp Huyên lập tức chắn ngay giữa trán cổ sầu. Mọi người đều sửng sốt. Trên bầu trời, con người Phàm Giản co lại, ánh mắt vô cùng khó tin, sao, có thể. Âm thanh đầy sự kinh ngạc. Võ Linh Mục và Mục Ma kia cũng mang vẻ mặt kinh ngạc khó tin, giống như nhìn thấy quái vật vậy. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên bên dưới, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ở phía dưới, ánh mắt cổ sầu cũng có chút ngỡ ngàng, chuyện này. Nói rồi, hắn ta như nghĩ đến gì đó. Vội nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là kiếm này. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên về, khẽ cười, đúng vậy. Muội muội tạo thanh kiếm này cho ta, lúc trước có thể bỏ qua bất kỳ thời không nào, nhưng ta không biết có thể không màng đến lĩnh vực thời gian này của ngươi không, nên lúc nãy mới nhờ ngươi thử xem. Bây giờ xem ra, nàng ấy có thể bỏ qua bất kỳ thời không nào. Bỏ qua bất kỳ thời gian nào. Lúc này... Mọi người trong sân đều như bị sét đánh. Cổ sầu trầm giọng nói, có thể thử lại nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói rồi, hắn lại xuất kiếm, mà lúc này, cổ sầu lại ra quyền. Ngay khi hắn ta ra quyền, không gian nơi hai người đứng lập tức biến dạng méo mó. Lĩnh vực thời gian. Lần này, hắn ta thi triển nghiêm túc. Thế nhưng, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên lại để ngay giữa trán hắn. Thấy vậy, vẻ mặt Phàm Giản và Võ Linh Mục dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, ngoài vẻ nghiêm trọng, ánh mắt hai người còn có chút e sợ. Trước mặt Diệp Huyên, cổ sầu lắc đầu cười khổ, thật sự có thể bỏ qua được lĩnh vực thời gian của ta. Nói rồi, ánh mắt hắn ta có chút phức tạp, nếu kiếm này của Diệp Huynh đưa cho Phàm Giản cô nương sử dụng thì lúc nãy e là ta đã bị một kiếm miểu sát rồi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên kỳ lạ. Nhất là các cao thủ ác tộc kia, lúc này bọn họ mới được mở rộng tầm mắt, hiểu được tại sao tộc trưởng nhà mình lại tôn kính thiếu niên này như vậy. Hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ. Nếu thiếu niên này đưa kiếm cho Phàm Giản mượn, bọn họ không dám nghĩ đến. Phàm Giản kia cũng nghĩ đến chuyện này, ánh mắt nàng ta nhìn vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Vừa nãy sở dĩ nàng ta thua, chính là vì lĩnh vực thời gian của cổ sầu, nếu có thanh kiếm này. Nàng ta sẽ nắm chắc 8 phần giết chết được cổ sầu. Nàng ta không dùng kiếm này, đấu với cổ sầu, đến một phần thắng cũng chẳng có, bởi vì lĩnh vực thời gian đã là thần thông ở một tầng cấp khác. Mà nếu dùng kiếm, nàng ta có thể lập tức nâng cao phần thắng lên 8 phần. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên khác lạ. Lúc này, cổ sầu chợt hỏi, Diệp huynh, lệnh muội hiện tại đang ở đâu? Muội muội. Nghe vậy, ánh mắt khác lạ của Phàm Giản lập tức biến mất, đồng thời, sự tham lam ẩn giấu bên trong cũng biến mất nhanh chóng.
Mọi người trong sân đều đang nhìn Diệp Huyên, rõ ràng tên này chính là thế hệ thứ hai rồi. Bây giờ chuyện mọi người hiếu kỳ, chính là muội muội trong miệng tên này rốt cuộc là ai? Diệp Huyên cười nói, muội muội ta cũng là một kiếm tu. Nói rồi, hắn lấy kiếm đưa cho cổ sầu huynh, thực không dám giấu, ta cũng không biết nàng ấy đang ở đâu, nếu cổ sầu huynh muốn gặp nàng ấy, có thể dùng kiếm này cảm nhận nàng ấy. Cổ sầu nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, hắn ta im lặng một lúc rồi lắc đầu, không đâu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Cổ sầu nhìn Diệp Huyên, ta là hy vọng của toàn tộc, chưa thể chết được. Diệp Huyên, giả vờ gì chứ? Lúc này, mục ma trên trời đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi giả vờ gì chứ? Ngươi có dám đưa kiếm cho ta không? Ta đến gặp cái người gọi là muội muội sau lưng ngươi. Diệp Huyên nhìn ma mục, hắn mở lòng bàn tay, khẽ cười, kiếm chậm chậm bay đến trước mặt mục ma lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó cầm lấy kiếm Thanh Huyên, ngay khi nắm lấy kiếm Thanh Huyên, ông ta lập tức nhíu mày, bởi vì hắn không cảm nhận được sức mạnh của kiếm Thanh Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, mục ma lão đầu, nể tình hữu nghị ta nhắc nhở ngươi, tính khí muội muội ta rất không tốt, nếu ngươi cảm nhận được nàng ấy, có khả năng sẽ có vài hậu quả không tốt, ngươi phải nghĩ thông đó. Mục ma cười lạnh, hậu quả không tốt, thế nào, nàng ta còn có thể vượt tinh hà đến giết ta hay sao? Diệp Huyên gật đầu, thật ra, cũng có khả năng này. Mục ma cười ha ha, Diệp Huyên, không phải là ngươi muốn làm ta tức chết, mà là ngươi muốn khiến ta cười chết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mục ma lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó đã sắp cảm nhận được, lúc này, võ linh mục do dự chốc lát rồi nói, cẩn thận chút. Ông ta không ngăn mục ma vì bọn họ cũng muốn gặp thử người sau lưng Diệp Huyên. Mục ma cười lạnh, vượt qua vô số tinh vực, ta sợ nàng ta cái gì chứ? Nói rồi, ông ta siết chặt kiếm Thanh Huyên, kiếm Thanh Huyên rung lên, một lúc sau, ông ta cười lạnh, cảm nhận được rồi. Mục ma vừa dứt lời, một luồng kiếm quang không biết từ đâu đến đột nhiên xuyên vào đầu mục ma. Ầm. Thoáng chốc, sức sống trong cơ thể mục ma lập tức bị xóa bỏ. Mọi người trong sân đều hóa đá. Cổ sầu nhìn mục ma hai mắt trợn tròn, như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, im lặng không nói gì. Phàm giản nhìn mục ma chằm chằm, ánh mắt đều là sự khó tin, còn có chút kinh sợ. Ánh mắt võ linh mục thì lại là sự sợ hãi không thể che giấu. Lúc này, mục ma như hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt ông ta chợt ngỡ ngàng, cách, thật xa, a. Thật xa. Vô số tinh vực đấy. Mà ông ta chỉ là cảm nhận được một chút hơi thở. Sau đó bản thân đã không còn nữa rồi. Mục ma cảm thấy thật hoang đường. Lúc này, Diệp Huyên ở bên dưới mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở về tay hắn, hắn nhìn mục ma, sau đó lùi sang bên cạnh. Mục ma nhìn Diệp Huyên, thân xác và linh hồn ông ta đang dần dần biến mất. Bị xóa bỏ. Ông ta căn bản không hề có năng lực phản kháng. Mục ma nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, nàng ta là ai? Diệp Huyên nói, muội muội ta. Ánh mắt mục ma không hiểu, muội muội ngươi, vậy tại sao ngươi lại yếu như vậy? Mà muội muội ngươi lại mạnh đến vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ta vẫn chưa trưởng thành. Mục ma. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, ta bảo ngươi đừng cảm nhận nàng ấy, ngươi lại không tin, giờ thì hay rồi, chơi đùa đến bản thân cũng chẳng còn. Mục ma nhẹ giọng nói, ai biết nàng ta lại mạnh đến vậy? Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Thế gian này không còn mục ma nữa. Trong sân, xung quanh yên tĩnh như tờ. Mất rồi. Mục ma là người bình thường sao? Đó là một trong 12 thần giả mệnh chi đấy. Mà một cao thủ siêu cấp như vậy lại bị người ta thẳng tay xóa bỏ, quan trọng nhất là, còn chưa nhìn thấy đối phương nữa. Thoáng chốc, bầu không khí trong sân có chút nặng nề. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, một người sống sờ sờ, nói mất là mất rồi. Mọi người. Phàm giản đột nhiên nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, không biết lệnh muội xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười nói, người khác gọi nàng ấy là thiên mệnh. Thiên mệnh. Nhóm người phàm giản nhíu chặt mày, bởi vì nàng ta chưa từng nghe qua.
Bọn họ đã là cao thủ đỉnh cao cả đất trời này rồi, một nhóm thiên tài yêu nghiệt năm đó, bọn họ căn bản đều biết hết, nhưng, không có nhân vật nào tên Thiên Mệnh này. Phàm Giản nhìn Diệp Huyên, chưa từng nghe qua. Diệp Huyên cười nói, chưa từng nghe qua là chuyện bình thường. Phàm Giản nhíu mày, tại sao lại bình thường? Diệp Huyên nói, bởi vì nàng ấy không phải ở Táng Vực. Nghe vậy, Phàm Giản nhíu mày, là nơi khác. Diệp Huyên gật đầu. Phàm Giản yên lặng một lúc rồi lại hỏi, nàng ta vượt qua mệnh chi rồi sao? Ta nói là kiểu vượt qua trên ý nghĩa thật sự, đạt đến một tầng cấp khác, ngươi hiểu ý tầng cấp khác mà ta nói không? Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, ngươi coi thường ta sao? Nhưng mà, hắn thật sự cũng không biết. Vì hắn phát hiện, mấy tên này tuy đều là mệnh chi, nhưng rõ ràng, trong mệnh chi cũng phân cao thấp. Lúc này, Phàm Giản lại nói, nàng ta đã vượt qua phạm vi mệnh chi này rồi. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy sao? Phàm Giản yên lặng. Diệp Huyên cười nói, các người tiếp tục giải quyết chuyện của các người đi. Nói xong, hắn lùi sang một bên, sau đó ngồi xuống. Lúc này hắn rất phấn khích, bởi vì hắn phát hiện ra một thứ mới. Lĩnh vực thời gian. Kiếm Thanh Huyên có thể bỏ qua lĩnh vực thời gian, như vậy có phải là bản thân cũng có thể dùng Kiếm Thanh Huyên làm ra được lĩnh vực thời gian không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại càng phấn khích. Trong sân, nhóm người Phàm Giản liếc nhìn Diệp Huyên, cũng rời tầm mắt đi, quả thực, nghiêm túc mà nói, Diệp Huyên cũng không tính là kẻ thù của bọn họ, kẻ thù thực sự của bọn họ là ác tộc. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng thật sự không dám kiếm chuyện với Diệp Huyên. Tên này rõ ràng là một thế hệ thứ hai, vô cớ kiếm chuyện với hắn thì đúng là mất não rồi. Không nhìn thấy kết cục của Mục Ma sao? Ngay lúc này, tầng đất cuối cùng đột nhiên chuyển động. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong sân, mọi người đều quay đầu nhìn tầng đất cuối cùng. Tuyết Sơn Vương vô địch cuối cùng sắp xuất hiện rồi sao? Ở bên dưới, Cổ Sầu cũng nhìn tầng đất cuối cùng kia, vẻ cười nhạt, ánh mắt thậm chí có chút chờ mong. Sau khi trải qua cả mấy vạn năm, Võ Linh Mục và Phàm Giản đã khiến hắn ta có chút vui mừng, nhất là kiếm tu Phàm Giản, đã khiến hắn ta cực bất ngờ. Còn Tuyết Sơn Vương vô địch thì sao? Sẽ mang đến bất ngờ và vui mừng nào cho hắn ta đây? Cổ Thân lại càng mong chờ. Ngay lúc này, tầng đất cuối cùng kia đột nhiên dần biến mất, một lúc sau, trong tầm mắt mọi người, tầng đất kia hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, một người đàn ông chậm chậm bước ra. Người đàn ông trông chỉ mới chừng 30 tuổi, ngũ quan rõ ràng sắc cạnh, nhất là đôi mắt kia, tựa như có thể xuyên thấu thế gian. Ông ta mặc trường bào xanh lam đơn giản, trên eo có một miếng ngọc bội thủy tinh trắng trong suốt, mà trong tay phải ông ta lại cầm một cuốn sách cổ. Điềm đạm, nho nhã. Đây là cảm giác của mọi người lúc này. Đương nhiên, mọi người cũng không quên, người trước mặt này chính Tuyết Sơn Vương vô địch kia. Ngay khi Tuyết Sơn Vương vừa xuất hiện, các cao thủ Đại Tuyết Sơn đều kích động, tất mà cao thủ Đại Tuyết Sơn đều quỳ xuống hành lễ. Tuyết Linh Lung ở bên cạnh Diệp Huyên cũng thi lễ. Tuyết Sơn Vương vô địch. Đây là tín ngưỡng trong lòng của mọi người tại Đại Tuyết Sơn. Nhóm người Phàm Giản cũng đang nhìn Tuyết Sơn Vương trước mặt, năm đó bọn họ cũng là kỳ tài, thế nhưng ở thời đại đó, ở trước mặt Tuyết Sơn Vương, thì toàn bộ thiên tài yêu nghiệt cũng u ám buồn bã, kể cả khổ tu cũng từng là yêu nghiệt. Đối với những người như bọn họ mà nói, bọn họ là bi ai. Bởi vì cho dù bọn họ có nỗ lực thế nào thì bên trên cũng đều có một người áp chế bọn họ. Vẻ mặt nhóm người Võ Linh Mục cũng có chút phức tạp. Ngay lúc này, Tuyết Sơn Vương kia đột nhiên chậm chậm quay đầu nhìn về phía không xa chỗ Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, nhận ra ánh mắt Tuyết Sơn Vương, Diệp Huyên mở bừng hai mắt, mí mắt hắn khẽ giật, mẹ nó, không lẽ tên này lại nhắm vào mình sao? Tuyết Sơn Vương này không như Mục Ma, chắc chắn không dễ lừa như vậy. Lúc này, Tuyết Sơn Vương rời tầm mắt đến Kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, một lúc sau, ông ta rời tầm mắt, sau đó nhìn Cổ Sầu ở trước mặt, tìm một chỗ. Cổ Sầu cười nói, đương nhiên. Vừa dứt lời, thời không chỗ hai người họ đột nhiên trở nên mờ ảo, ngay sau đó, hai người như đã xuyên qua, phóng qua vô số thời không, nhưng mọi người nhìn vào thì thật ra hai người họ đều đứng tại chỗ. Thấy vậy,
vẻ mặt nhóm người phàm giản dần trở nên nghiêm trọng. Cổ Sầu và Tuyết Sơn Vương trông thì như vẫn còn ở đây, nhưng thật ra đã cách bọn họ rất rất xa rồi. Võ Linh Mục ở bên cạnh Phàm Giản trầm giọng nói, Phàm Giản, người có biết Tuyết Sơn Vương này đạt đến trình độ nào không? Phàm Giản lắc đầu, không cảm nhận được. Còn người Võ Linh Mục co lại, không cảm nhận được. Phàm Giản gật đầu, không cảm nhận được. Nghe vậy, vẻ mặt Võ Linh Mục thoáng chốc trở nên nặng nề, trong lòng vô cùng sợ hãi. Phàm Giản là mệnh chi cảnh đấy. Mà nàng ta lại không cảm nhận được thực lực của Tuyết Sơn Vương ra sao? Bây giờ Tuyết Sơn Vương đã đạt đến trình độ nào? Vẻ mặt Võ Linh Mục lại càng nghiêm trọng. Lúc này, Phàm Giản nhìn Cổ Sầu vẫn đang xuyên qua thời không, nhẹ giọng nói, Cổ Sầu kia ông ta cũng thần bí. Lúc nãy ông ta giao thủ với ta, cũng đã che giấu thực lực. Chỉ là không biết che giấu mấy phần thực lực. Võ Linh Mục nhìn về phía Cổ Sầu, nhẹ giọng nói, không ngờ, sau cả mấy vạn năm, ác tộc lại xuất hiện một yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Phàm Giản gật đầu, mỗi một thời đại, đều sẽ xuất hiện một vài yêu nghiệt siêu cấp kinh người. Nói đến đây, nàng ta khẽ dừng lại, sau đó nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Võ Linh Mục cười nói, ngươi cảm thấy tên này là thiên tài yêu nghiệt sao? Phàm Giản im lặng một lúc rồi nói, ngươi cảm thấy sao? Võ Linh Mục nhìn Diệp Huyên rồi nói, tuy không tệ, nhưng không thể xem là thiên tài yêu nghiệt. Phàm Giản lại lắc đầu, không nên dùng cách thức thông thường đánh giá với hắn. Võ Linh Mục cười nói, vậy ngươi nói xem. Phàm Giản nhẹ giọng nói, hắn ra mặt dày, hoàn toàn không quan tâm mặt mũi. Chỉ điểm này thôi, cũng rất nhiều người hoàn toàn không bằng hắn rồi. Võ Linh Mục nhíu mày, không cần mặt mũi thì có tác dụng gì sao? Phàm Giản liếc nhìn Võ Linh Mục, không cần mặt mũi quả thực chẳng có lợi ích gì nhiều, nhưng không cần mặt mũi lại thêm có chỗ dựa mạnh thì sao? Nếu ngươi muốn động đến hắn, hắn có thể khiến ngươi đang sống lại tức đến chết, ngươi tin không? Vẻ mặt Võ Linh Mục cứng đờ, lúc này, hắn lại nghĩ đến Mục Ma. Tên này chết thế nào chứ? Là bị Diệp Huyên với bộ óc không bình thường chọc tức, sau đó mà chết. Nếu là tình huống bình thường, Mục Ma chắc chắn sẽ không làm người dẫn đầu như vậy. Ở phía xa, Diệp Huyên liếc nhìn Phàm Giản, người phụ nãy sao cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Nếu nhìn Kiếm Thanh Huyên, thì hắn còn hiểu được, nhưng đối phương thi thoảng lại liếc nhìn hắn. Chẳng lẽ nhìn chúng bản thân mình sao? Nghĩ đến đâu, Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá Phàm Giản, thực ra, cô gái này cũng rất dễ nhìn, nếu đem vào hậu cung, không đúng, là nhận đồ đệ. Nếu nhận làm đồ đệ, đối phương cầm Kiếm Thanh Huyên, e là Tuyết Sơn Vương cũng phải sợ nàng ta ba phần rồi. Nhưng muốn lừa người phụ nữ này thành người của mình, không đúng, là đồ đệ. Diệp Huyên cũng toát cả mồ hôi. Ở cùng tháp nhỏ đã lâu. Suy nghĩ bản thân càng lúc càng không đơn thuần nữa rồi. Ngay lúc này, Cổ Sầu và Tuyết Sơn Vương ở phía xa đột nhiên dừng lại, mà lúc này, bọn họ đã đi vào trong lĩnh vực thời gian chưa biết, bây giờ bọn họ đã cách nhóm người Diệp Huyên rất rất xa rồi. Hai người đều là cao thủ đỉnh cao, một khi giao đấu thì uy lực sót lại cũng không phải thứ mà mọi người còn đây có thể chống đỡ được, chỉ có đi vào một nơi khác thì mới có thể giảm bớt rắc rối. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên khẽ cười, ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Tuyết Sơn Vương nhìn Cổ Sầu, vẻ mặt bình tĩnh, đến đi. Vừa nói xong, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, vừa bước ra thoáng chốc thời không trong sân lập tức bắt đầu đóng băng, nhiệt độ lập tức hạ xuống mấy vạn độ, nếu ở bên ngoài, cứ tiếp tục như vậy thì cả vũ trụ bị đóng băng rồi. Ở phía xa, Cổ Sầu khẽ cười, đây chính là lĩnh vực băng phong năm đó của ngươi sao? Nói rồi. Ông ta bước lên một bước, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Tại Thánh Đạo Tông. Tông Chủ Phong. Đại Điện Nghị Sự. Vẫn là Đại Điện Nghị Sự nguy nga và lộng lẫy ấy. Nhưng giờ đây, trong Đại Điện Nghị Sự rộng rãi lúc này chỉ có mấy người đang đứng. Đạo Tông Vũ Mân, Đạo Tông Giang Tự Như, Đạo Tông Mục Hàng, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung, Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng, Đạo Tông Thánh Phi Vũ. Đấy là 7 vị đạo tông và cũng là 7 vị cường giả vô địch chí cao đế tôn quyền thế nhất Thánh Đạo Tông. 7 bóng người chia ra đứng hai bên. Chính giữa là Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đang đứng một trái một phải.
Trước đại điện là một chiếc ngai vàng phát ra ánh sáng đầy thánh khiết. Bỗng nhiên, gió thổi đến một bóng người hiện ra trên ngai vàng. Vẫn là tông chủ Tao Nhã, ôn tồn tỏa ra ánh sáng thánh khiết thánh vô khuyết. Với thực lực hiện tại, người này được xếp vào năm cường giả siêu cấp mạnh nhất cửu nguyên vực, đứng đầu một tông nhưng giờ đây trông vẫn thật thản nhiên và điềm tĩnh. Hôm nay khá là lớn chuyện đấy. Đệ tử nội môn giết đồng môn trên sinh tử đài, lại còn giết chết một đệ tử tinh anh nữa chứ. Rồi đạo tử mà ra tay với đệ tử nội môn, không màng thân phận mình là gì, lại còn làm ngay trước mặt bao người. Giọng điệu thánh vô khuyết sửng dưng, chậm rãi, các ngươi. Có xem mình là đệ tử thánh đạo tông không? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn nam tử trên ngai vàng. Tuổi tác đã ngoài 30, vóc dáng cao giáo, khí chất như ẩn như hiện. Trong lúc thất thần, hắn như nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con vào 4 vạn năm trước. Khí chất vẫn thật đặc biệt, vẫn phong hoa tuyệt đại như thế. Chớp mắt đã 4 vạn năm rồi. Thánh vô khuyết đã trưởng thành. Tông chủ hỏi, sao không trả lời? Đạo tông thánh phi vũ đứng bên cạnh mắng. Nghe vậy, Tần Ninh tiến lên một bước, cười nói, thưa tông chủ, đệ tử bị oan. Người bị oan. Thánh vô khuyết nhìn về phía hắn, khẽ cười, oan chỗ nào? Tần Ninh lập tức đáp, 1 năm trước đệ tử đậu buổi sát hạch, vào thánh đạo tông một cách chính đáng. Đệ tử bộc lộ thiên phú của mình là vì mong muốn nhận được sự chú trọng của thánh đạo tông, thế nhưng đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên oán hận đệ tử vì đệ tử không chịu vào đại vũ phong, và oán hận đệ tử không nể mặt cô ta. Ngay ngày thứ hai đệ tử vào ngoại môn, đám người Mục Huyên, Lý Văn Phong của Tuyết Môn đã khiêu chiến đệ tử đấu một trận chiến sinh tử trên sinh tử đài. Nghe vậy, Tần Ninh tiến lên một bước, cười nói, thưa tông chủ, đệ tử bị oan. Người bị oan. Thánh vô khuyết nhìn về phía hắn, khẽ cười, oan chỗ nào? Tần Ninh lập tức đáp, 1 năm trước đệ tử đậu buổi sát hạch, vào thánh đạo tông một cách chính đáng. Đệ tử bộc lộ thiên phú của mình là vì mong muốn nhận được sự chú trọng của thánh đạo tông, thế nhưng đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên oán hận đệ tử vì đệ tử không chịu vào đại vũ phong, và oán hận đệ tử không nể mặt cô ta. Ngay ngày thứ hai đệ tử vào ngoại môn, đám người Mục Huyên, Lý Văn Phong của Tuyết Môn đã khiêu chiến đệ tử đấu một trận chiến sinh tử trên sinh tử đài. Đệ tử vốn muốn sống khiêm tốn nhưng bọn họ không cho. Nghe thấy những lời này, các vị đạo tông đều nhướng mày. Ăn nói thế này, đúng là không biết xấu hổ. Trừ Thánh Phi Vũ ra thì đây là lần đầu các vị đạo tông tiếp xúc với Tần Ninh. Tần Ninh không quan tâm, tiếp tục nói, đệ tử âm thầm tu luyện nửa năm, trở thành đại thần tôn sơ kỳ, từ đó đến giờ luôn hành xử không phô trương. Khổ nỗi hôm nay đệ tử nội môn Từ Nham lại tới khiêu chiến đệ tử, đám mục trước cũng nhúng tay. Những người này đều là đệ tử của Liên Minh Tuyết Môn, nếu như không được Tư Mã Tuyết Thiên bày mưu đặt kế thì bọn chúng có dám không? Tần Ninh lại nói một tràng, may thay đệ tử thiên phú vô song, tài hoa hơn người, uy vũ vô địch. Nói điểm chính. Thánh Phi Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, ngắt lời. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta với vẻ bất mãn, bảo, nào ngờ ta thắng Hứa Tuấn Thăng, cuối cùng đệ tử tinh anh Hứa Mậu cũng ra tay, đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên thấy thiên phú của đệ tử lợi hại quá nên vô cùng ghen tị, liên tục tìm cơ hội giết ta biết phải làm sao đây. Đành đáp trả thôi. Khuôn mặt mỹ miều của Tư Mã Tuyết Thiên hơi nhợt nhạt. Tên này đúng là không biết xấu hổ mà. Đành đáp trả. Thánh vô khuyết nhìn về phía Tần Ninh, khẽ cười, nếu như Mục Huyên, Từ Nham khiêu chiến ngươi khiến ngươi không thể không đánh trả thì mấy trận sau đó thì sao? Không phải ngươi rêu rao thách thức người Tuyết Môn giết mình à? Tần Ninh trả lời, đệ tử lười lắm. Vì nghĩ sau này người Tuyết Môn sẽ liên tục khiêu chiến đệ tử mãi không chịu thôi nên đệ tử quyết định đặt dấu chấm hết cho chuyện này luôn. Câu vừa dứt, các vị đạo tông đều cạn lời. Ngươi lười lắm. Ngươi thấy ai lười mà tăng 8 tầng cảnh giới nhỏ trong vòng 1 năm chưa? Ít mồm mép lại cho. Thánh vô khuyết phất tay, bảo ta biết hết trò mèo của ngươi. Ngươi bị Mục Huyên và Từ Nham khiêu chiến thì chỉ đơn giản là thể hiện thiên phú siêu cường của bản thân. Nhưng sau này, người cố ý dùng lời lẽ kích động bọn họ. Vừa nghe thấy câu này, Tần Ninh phản bác, tông chủ nói vậy là sai hoàn toàn rồi.
Là thiên tài mà không thể giữ bình tĩnh trước lời lẽ thách thức, châm chọc của người khác thì làm sao tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp được? Tần Ninh trả lời, đệ tử lười lắm, vì nghĩ sau này người Tuyết Môn sẽ liên tục khiêu chiến đệ tử mãi không chịu thôi nên đệ tử quyết định đặt dấu chấm hết cho chuyện này luôn. Câu vừa dứt, các vị đạo tông đều cạn lời. Ngươi lười lắm. Ngươi thấy ai lười mà tăng 8 tầng cảnh giới nhỏ trong vòng 1 năm chưa? Ít mồm mép lại cho. Thánh Vô Khuyết phất tay, bảo ta biết hết trò mèo của ngươi. Ngươi bị Mục Huyên và Từ Nham khiêu chiến thì chỉ đơn giản là thể hiện thiên phú siêu cường của bản thân. Nhưng sau này, ngươi cố ý dùng lời lẽ kích động bọn họ. Vừa nghe thấy câu này, Tần Ninh phản bác, tông chủ nói vậy là sai hoàn toàn rồi. Là thiên tài mà không thể giữ bình tĩnh trước lời lẽ thách thức, châm chọc của người khác thì làm sao tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp được. Giống như tuy những gì đệ tử nói từ nãy đến giờ bất kính với các vị đạo tông nhưng các vị đạo tông, tông chủ chẳng so đo, đây chính là khoan dung. Tư Mã Tuyết Thiên là đạo tử lại không hề khoan dung chút nào, cứ so đo với đệ tử ngoại môn như ta một cách nhỏ mọn, sau này mà trở thành trưởng lão thượng vị thậm chí đạo tông của thánh đạo tông thì còn ra gì nữa đây. Cô ta thấy đệ tử nào thiên phú mạnh hơn mình thì sẽ giết sạch còn gì. Đệ tử đề nghị tước đoạt thân phận đạo tử của Tư Mã Tuyết Thiên. Câu vừa dứt, 7 vị đạo tông đều lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Đạo tông Vũ Mân quát, Tần Ninh, ngươi xem thánh đạo tông là nơi nào đấy. Danh hiệu đạo tử được lập nên dưới sự đồng ý của tất cả cao tầng trong tông môn, há nói tước đoạt là tước đoạt được ngay. À! Tần Ninh trả lời, vậy thì bảo các trưởng lão bỏ phiếu lại để tước đoạt thân phận đệ tử của cô ta đi ạ. Được thôi. Đúng lúc đó, Thánh Vô Khuyết đứng dậy, vung tay lên và tuyên bố, Vũ Mân, Mục Hàng, hai người trấn an mọi người đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Vừa nghe thấy câu này, những người ở đây đều sửng sốt. Tông chủ không truy cứu ư. Đáng lẽ ra Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đều có lỗi trong chuyện này. Tần Ninh làm theo quy định là không sai nhưng có ý đồ khích tướng. Tư Mã Tuyết Thiên thì vi phạm quy định của tông môn. Dù sao chăng nữa cũng phải trừng phạt chứ. Thánh Vô Khuyết nói, cuộc tranh tài trong vực sắp diễn ra, đợi qua rồi hẵng trừng phạt hai người này sau. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi là một trong các đạo tử của Thánh Đạo Tông ta, nếu như có thể lọt vào top 3 cuộc tranh tài trong vực thì ta sẽ bỏ qua tội của ngươi. Tần Ninh làm theo quy định là không sai nhưng có ý đồ khích tướng. Tư Mã Tuyết Thiên thì vi phạm quy định của tông môn. Dù sao chăng nữa cũng phải trừng phạt chứ. Thánh Vô Khuyết nói, cuộc tranh tài trong vực sắp diễn ra, đợi qua rồi hẵng trừng phạt hai người này sau. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi là một trong các đạo tử của Thánh Đạo Tông ta, nếu như có thể lọt vào top 3 cuộc tranh tài trong vực thì ta sẽ bỏ qua tội của ngươi. Tần Ninh, nay cảnh giới của ngươi đã là đại thần tôn đỉnh phong, đủ để làm đệ tử nội môn rồi. Vậy thì trong cuộc tranh tài trong vực lần này, nếu như ngươi không giành được vực tử tại cuộc so tài giữa các võ giả đại thần tôn đỉnh phong thì khi trở lại Thánh Đạo Tông, ta nhất định sẽ trừng trị ngươi. Ta, Thánh Phi Vũ thấy Tần Ninh muốn lên tiếng bèn nói, đệ tử được tông chủ yêu mến, bọn ta nhất định sẽ noi theo. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta, không nói gì. Đúng là không dễ gì trừng phạt một vị đạo tử. Thánh Vô Khuyết đã nói vậy thì thôi. Không trêu tên nhóc này nữa. Tư Mã Tuyết Thiên. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, thờ ơ nói, cố lên nhé, trong cuộc tranh tài trong vực liệu mà cẩn thận đi, ngộ nhỡ lúc sau ta tiến vào cảnh giới tiểu đế tôn, biết đâu ta cũng tham gia cuộc tranh tài vực tử cuối cùng đấy, lúc đó ta sẽ đánh cho ngươi không vào top 3 nổi. Tư Mã Tuyết Thiên nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Đi. Đạo Tông Vũ Mân bên cạnh hừ lạnh. Mấy vị Đạo Tông cũng giữ im lặng. Tông chủ đã đích thân ra mặt và quyết định, họ không còn gì để nói nữa. Dù sao thì một vị đạo tử hay một đệ tử nội môn thiên phú yêu nghiệt cũng không thể giết sạch bọn họ được. Tần Ninh đang chuẩn bị rời khỏi đây theo Thánh Phi Vũ. Các ngươi chờ chút. Giọng nói của Thánh Vô Khuyết bỗng cất lên. Lúc này... Bước chân của Tần Ninh và Thánh Phi Vũ ngừng lại. Tông chủ còn có việc gì sao? Tần Ninh nhìn về phía Thánh Vô Khuyết. Đợi cho đến khi mấy vị đạo tông hoàn toàn rời đi,
thân hình của Thánh Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh. Tại sao tông chủ lại nhìn đệ tử như thế? Tần Ninh chắp tay cười nói. Lúc này, bước chân của Tần Ninh và Thánh Phi Vũ ngừng lại. Tông chủ còn có việc gì sao? Tần Ninh nhìn về phía Thánh Vô Khuyết. Đợi cho đến khi mấy vị đạo tông hoàn toàn rời đi, thân hình của Thánh Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh. Tại sao tông chủ lại nhìn đệ tử như thế? Tần Ninh chắp tay cười nói. Nói đi, ngươi làm sao có thể khống chế Thánh Vũ Tổ Ấn? Thánh Vô Khuyết chắp tay sau lưng nhìn Tần Ninh, thản nhiên nói. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nói, là một vị tiền bối dạy cho ta. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh rõ ràng nhìn thấy lông mày Thánh Vô Khuyết khẽ giật giật. Vị tiền bối nào? Thánh Vô Khuyết lại nói. Tần Ninh mỉm cười nhàn nhạt, lấy tay làm bút, dùng khí chí tôn làm mực, phác họa ra một thân hình. Ngay khi Thánh Vô Khuyết nhìn thấy bóng hình kia, hai tay chắp sau lưng của hắn ta khẽ run lên, suýt chút nữa đã không duy trì được sự bình tĩnh. Chuyện này cũng khó trách. Người Tần Ninh vẽ, chính là dung mạo của bản thân hắn ở kiếp thứ 5. Cửu Nguyên Đan Đế, năm đó, Tần Ninh nổi lên từ Cửu Nguyên Vực, sau đó đi đến Thương Thiên Nguyên, rồi cả Cửu Thiên của Trung Tam Thiên. Thánh Đạo Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt, hắn đều có chút quan hệ. Năm đó, Thánh Vô Khuyết chỉ là một đệ tử nhà họ Thánh trong Thánh Đạo Tông, thiên phú không lộ ra rõ ràng, khi ấy, là Tần Ninh nhìn chúng thiên phú của hắn ta, dạy dỗ hắn ta tu hành, khai thác thiên phú của hắn ta. Cửu Nguyên Đan Đế năm ấy có công ơn dẫn dắt đối với Thánh Vô Khuyết. Thế nhưng giờ phút này, Tần Ninh vẫn chưa định để lộ ra thân phận của mình. Đã hơn 4 vạn năm trôi qua, con người đều sẽ thay đổi. Trước khi điều tra ra kẻ nào có liên quan đến ma tộc bên trong Thánh Đạo Tông, hắn sẽ không công khai thân phận của mình. Lúc này, ánh mắt Thánh Vô Khuyết sáng rực lên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nói, vị tiền bối kia, hiện giờ đang ở đâu? Nghe xong, Tần Ninh trả lời, ta không biết. Ta chỉ ngẫu nhiên gặp được vị tiền bối kia, tiền bối thấy thiên phú của ta không tầm thường, cho nên đã dạy cho ta rất nhiều thứ, thế nhưng sau này, tiền bối lại biến mất không chút tăm hơi. Có điều, tiền bối có nói cho ta biết, nếu như gia nhập Thánh Đạo Tông, vào thời khắc mấu chốt, có thể nói ra quan hệ của ta với tiền bối, điều này sẽ giúp ích cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.